đầu năm nay xuyên qua là chuyện bình thường như cơm bữa, đi trên đường thứ chú ý nhất không phải là tai nạn giao thông, rơi xuống nước thứ đáng lo lắng nhất không phải là chết đuối, đụng vào tường thứ quan tâm nhất không phải là cục u trên trán, mà phải cảnh giác chuyện xuyên qua, đặc biệt cảnh giác chuyện đột nhiên xuyên qua. Ví dụ như Giang Thanh Ly đi, chẳng qua buổi tối đi ba về muộn một chút, uống nhiều một chút, có cảm giác hơi say một chút, bước thấp bước cao giống như đang dẫm lên vải bông, hơn nữa trên đường tối thui khó có thể tìm ra đông tây nam bắc. Ngươi nói đi, quốc gia của chúng ta thiếu điện thiếu nước hay sao mà cả mấy ngọn đèn đường cũng không bật nổi, mà nàng càng không thể ngờ, vào một đêm hắc nguyệt phong cao lại xui xẻo gặp hai tên trộm cướp mới vào nghề. Một tên gầy nhom tay đang cầm dao còn run rẩy lợi hại hơn so với người bị cướp là nàng, kết quả cuối cùng là nàng bị con dao đang cầm trên cái tay run rẩy kia đâm trúng, uống nước lạnh cũng bị nghẹn, chắc trên đời này không có ai xui xẻo hơn nàng cả. Khi tỉnh lại thì Giang Thanh Ly phát hiện mình, cũng giống như bao nhiêu đồng chí xuyên qua đang nằm trong một căn phòng thật cổ đại, thật phú quý, nhìn cách bài trí, trong phòng liền nói lên ra thế không hề tầm thường của chủ nhân thân thể này. Cảm giác đầu tiên giống như đang ở phim trường diễn kịch cổ trang, nhưng dựa theo kinh nghiệm nhiều năm xem tiểu thuyết mà nói thì nàng chắc chắn xuyên qua 100% rồi. Nàng nằm không nhúc nhích, bốn phía cũng thật im lặng, hiện tại trong phòng chỉ có mùi đàn hương thoang thoảng làm cho cảnh vật tựa như ảo ảnh này có thêm mấy phần chân thật. Trời sinh voi thì sinh cỏ, đây chính là cổ huấn, người lười biếng như nàng cũng chỉ có thể tuân theo, không có lựa chọn nào khác. Trước mắt chuyện đầu tiên cần tìm hiểu là thân phận của nàng ở đây là gì. Xuyên qua đối với nàng không phải là chuyện không tốt, cái gọi là hy vọng chắc là như vậy đi. Nàng vốn tưởng rằng mình đã đi đến đường cùng, nếu tình yêu vô tư của Thanh Mai Trúc Mã mà cũng có thể dễ dàng tan vỡ như vậy, nếu người nam nhân tuấn tú tao nhã nhất trong lòng nàng cũng không thể vượt qua được sự mê hoặc của sắc đẹp, thì thế gian này đến tột cùng là có loại tình yêu tuyệt đối không thể dứt bỏ, không quan tâm tới bản thân mình hay không. Đang lúc Giang Thanh Ly suy nghĩ tới xuất thần thì đột nhiên cửa bị đẩy ra, một tiểu cô nương ăn mặc giống nha hoàn bưng chậu rửa mặt tiến vào. Nhìn thấy Giang Thanh Ly thì trợn to hai mắt hoảng sợ buông tay, cái chậu rửa mặt màu bạc liền rơi xuống, thanh âm thanh thúy, nước văng lên thật cao, nàng giống như bị kinh sợ thật lớn, mắt hạnh ngân ngấn nước, kêu lên, Tam, Tam tiểu thư tỉnh. Cảm giác đầu tiên của Giang Thanh Ly chính là dung mạo của nàng ở thế giới này, nhất định là rất xấu, nhìn xem, dọa sợ tiểu cô nương nhà người ta, trong lúc đó ngoài phòng liền vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Chỉ chốc lát sau trong phòng chật ních một đám người xa lạ. Thủy Nhi, con đã tỉnh, có sao không? Một nam nhân khoảng tầm 30 mấy tuổi bộ dáng ôn hòa ngồi trước giường, tràn ngập lo lắng cùng từ ái dịu dàng, nhìn nàng hỏi. Giang Thanh Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không rõ lắm tình huống ở trước mắt nên tốt nhất vẫn là không nên hành động, lấy bất biến ứng vạn biến mới là tốt nhất. Tục ngữ đã nói cẩn thận thì không thừa bao giờ. Thủy Nhi, con rất tùy hứng. Hôn sự là lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, nên tuân theo, huống chi thân thể da thịt là của phụ mẫu ban cho, căn bản là con không có tư cách buông tha sinh mệnh của mình. Một nữ tử khoảng chừng 40 tuổi đứng giữa mọi người, sắc mặt uy nghiêm, chậm rãi mở miệng nói, giọng điệu lạnh nhạt mà nghiêm khắc. Nàng mặc cẩm y hoa phục, hai mắt hơi phù thũng, dáng người trung niên có chút mập mạp nhưng vẫn có thể nhận ra được nàng là gia chủ, lời nói rất có phân lượng, nước mắt nam nhân ngồi bên giường lại tuôn rơi, yêu thương không thể mở miệng nói nên lời. Ai nha, ta muội, muội tình thì tốt rồi, làm tỉ tỉ ta lo lắng gần chết. Người đang nói chuyện là một nữ tử cao gầy mặc y phục màu vàng nhạt, biểu tình khoa trương, vừa nhìn thấy liền biết chính là loại người dối trá. Đúng vậy, ta muội, nhị tỉ ta cũng thực lo lắng. Lên tiếng là một nữ tử thấp lùn mập mạp núp ních. Khi cười trên mặt chất đầy một đống nếp nhăn, nhìn như Phật Di Lặc nhưng lòng dạ lại gian trà khó lường. Giang Thanh Ly vẫn đang trong tình trạng ngốc trệ, trong đầu dùng sức suy nghĩ về mối quan hệ gia đình có chút phức tạp này, cảm thấy tất cả có chút kỳ lạ. Cuối cùng nữ tử hẳn là mẫu thân của nàng lạnh nhạt tổng kết, một tháng sau hôn sự của con vẫn diễn ra như cũ, con không cần lại đùa giỡn náo loạn. Liễu Miên, trông coi cho tốt nữ nhi của ngươi. Vâng, thê chủ. Phụ thân của Thủy Nhi cúi đầu thấp giọng đáp, thê chủ. Giang Thanh Ly cả kinh, đã nói là có chút quái dị mà, hóa ra là xã hội nữ tôn,
nữ tôn nam ti, nàng luôn luôn, ở trong trạng thái kinh ngạc thẳng đến khi tất cả mọi người trong phòng đều rời đi, cũng không có phát hiện. Trước mắt chỉ còn một người là phụ thân nàng, hắn đau xót nhìn nàng, trong mắt đều là không muốn cùng yêu thương, Thủy Nhi, đây đều là số mệnh. Đều là tại ta, có trách chỉ trách ta là tiểu quan được mẫu thân con chuộc về, không có gia thế hiển hách, thân phận thấp kém, lại không được sủng ái mới liên lụy tới con như thế. Phụ thân thật xin lỗi con, nam nhân vừa nói xong nước mắt liền tuôn rơi như mưa. Giang Thanh Ly không kìm lòng được khi thấy người ta chảy nước mắt, vừa thấy người ta chảy nước mắt liền mềm lòng, nhất là nước mắt nam nhi. Huống chi muốn trách thì phải trách nữ nhân kia không phải hắn. Tình huống hiện tại là một tháng sau nàng phải ở rể, mà ở nơi này nữ nhân ở rể là chuyện bị người ta xem thường nhất, cho nên chủ nhân của thân thể này mới cảm thấy bị khuất nhục thật lớn lấy tự sát để phản kháng, nhưng mà, bởi vì một khắc kia thời không xoay chuyển, nàng mới mặc danh kỳ diệu xuyến đến nơi này. Phụ thân, Giang Thanh Ly vốn tưởng rằng rất khó mở miệng xưng hô như vậy, nhưng thực tế lại rất dễ dàng, có thể là vì nhu nhược cùng thân tình tha thiết trong mắt người kia. Con không trách người, con sẽ chấp nhận, sẽ không tiếp tục làm chuyện để cho người thương tâm, là phụ thân có lỗi với con. Liễu Miên đưa tay ôm thật chặt Giang Thanh Ly, thất thanh khóc giống, nàng không thể làm gì hơn là vỗ nhẹ lưng an ủi hắn. Nam nhân nơi này thật đúng là nhu nhược, mà nữ nhân như mẫu thân nàng, thì quá mức cường hãn, thật sự là có chút không thích ứng được. Từ phụ thân cùng nha hoàn thiếp thân tử trúc, nàng mới từ từ biết rõ đầu đuôi. Thân thể này vốn tên là Quân Nhược Thủy, là thứ xuất quân gia tam nữ nhi, bởi vì phụ thân Liễu Miên xuất thân Thanh Lâu được mẫu thân chuộc về, vừa mới bắt đầu cũng là lời ngon tiếng ngọt, như hoa trong gương trăng trong nước, sau khi mê luyến qua đi, thì liền quăng hắn sang một bên, kể cả nữ nhi là nàng cũng không thèm quan tâm, có thể bởi vì Quân Nhược Thủy, ra đời do sinh non nên tất cả mọi người trong phủ liền đồn đãi nàng không phải là huyết mạch của gia chủ, lại càng ngấm ngầm suy đoán không biết nàng là dã loại của phụ thân Liễu Miên với người nào đó ở Thanh Lâu, chính điều này đã tạo nên cá tính nhẫn nhục chịu đựng nhát gian sợ phiền phức của Quân Nhược Thủy, cả ngày cùng phụ thân ở trong tiểu viện của mình, cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới, giống như là khuê phòng công tử, mỗi ngày đều ở trong phòng đọc sách, không nói chuyện nhiều. Gặp người khác cũng lặng lẽ né tránh, cho nên ở trong phủ thường bị đại tiểu thư và nhị tiểu thư khi dễ, mà nàng lại nổi danh là tốt tính tốt khí. Một lần ra cửa bị xe ngựa của một vị công tử thế gia đụng trúng, kết quả là nàng liên tục nói xin lỗi, làm cho công tử thế gia trong ngoài đều mười phần vênh váo, nghênh ngang rời đi. Việc này truyền khắp thành Lâm Giang, Quân Nhược Thủy yếu đuối vô năng mọi người đều biết. Quân Nhược Thủy ở rể tại Tô Gia, lại còn là thủ phủ của thành Lâm Giang, Tô Gia không có nữ nhi, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đã xuất giá, tam thiếu gia trước mắt vẫn còn là khuê tử, kỳ thật cũng không tính là khuê tử, Tô tam thiếu gia từ nhỏ đã có tài kinh thương thiên phú, thường xuất đầu lộ diện theo Tô Gia gia chủ xử lý chuyện buôn bán, khôn khéo giỏi giang, cũng không phải là khuê trung nam tử bình thường, có lẽ vì vậy nên mãi mới không tìm được thê chủ thích hợp. Huống hồ gia nghiệp Tô gia phải có người kế thừa, cho nên Tô tía em thiếu gia muốn cưới một người ở rể Tô gia, đoạt đi nữ tử cũng là vì Tô gia bọn họ. Chẳng qua nàng không rõ lắm tại sao lại chọn nàng, đại khái vì tính cách yếu đuối dịu ngoan của nàng, nên khi qua đó ở rể Tô tam thiếu gia vẫn có thể tùy ý làm bậy như cũ mà không cần băn khoăn đến thê chủ sao. Nhưng vấn đề cuối cùng là mẫu thân nàng, Quân Mẫn Đình làm sao có thể đồng ý. Cho dù nàng là thứ xuất, cho dù phụ thân nàng là tiểu quan Thanh Lâu, nhưng trên danh nghĩa nàng vẫn là quân gia tam tiểu thư, nếu để cho nàng ở rể thì vẫn tổn hại đến mặt mũi quân gia. Quân Mẫn Đình không cần mặt mũi sao? Nàng ta sẽ không sợ bị người khác nhạo báng sao? Thật đúng là không thể hiểu nổi, một tháng này Giang Thanh Ly vẫn là Quân Nhược Thủy như trước, trầm mặc kiệm lời, bất quá cũng may là Quân Nhược Thủy sưu tầm rất nhiều sách. Phần lớn là hoa cỏ dược thảo, y học, lịch sử linh tinh, mỗi ngày nàng đều đọc sách, mà mẫu thân trên danh nghĩa mỗi ngày vẫn phái người giám thị nàng, sợ nàng tự sát một lần nữa, bất qua nàng ta quá mức lo lắng rồi, Giang Thanh Ly cũng không có dũng khí tự sát, chết tử tế không bằng còn sống, chỉ có còn sống về sau mới có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp, mà mình chưa từng biết. Tới, nói nàng lạc quan cũng tốt, sợ chết cũng tốt. Dù sao đối với tình huống trước mắt này thì nàng thật sự rất là vui vẻ,
dù sao nơi này cũng là xã hội nữ tôn, ở vấn đề nam nữ thì người chịu thiệt thòi luôn là nam nhân. Nàng đi Tô phủ làm sâu gạo, thoát khỏi hoàn cảnh áp lực hiện tại cũng là chuyện tốt. Ngày thành thân đó thời tiết rất đẹp, tháng năm xuân về, các loài hoa nở rộ ở khắp nơi, đua nhau khoe sắc, đường phố trong thành Lâm Giang vô cùng náo nhiệt, mọi người đều đổ ra đường nhìn Tô Tam thiếu gia thú thê chủ, phố lớn ngõ nhỏ đều chật ních người vây xem, nửa khen nửa chê đối với đội ngũ rước dâu. Quân Nhược Thủy mặc hỷ phục màu đỏ thẫm, ngồi trong một chiếc xe ngựa hoa lệ theo đội ngũ kèn hoa đi vào Tô phủ. Tất nhiên Tô Tử Bội sẽ không nghênh đón đoàn rước dâu, bởi vì nam tử không nên xuất đầu lộ diện, mà nên an ổn ở trong phòng cùng với thê tử dạy con, cho nên Tô phủ phái quản gia Lý Hân tới trước đón dâu. Ngược lại với nam tử nhu nhược, phần lớn nữ tử nơi này đều có võ công, vương triều Kim Bích ai cũng yêu thích cởi ngựa bắn tên, vì người ở đây giành được quốc gia từ trên lưng ngựa, cho nên không phải chỉ riêng hoàng gia quý tộc, mà cả nữ tử của dân chúng bình thường đều biết một chút về cởi ngựa bắn tên. Vì vậy khi đội ngũ rước dâu của Tô gia đưa cho Quân Nhược Thủy một con ngựa trắng, thì quả thật làm nàng ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Tuy rằng nàng biết ngựa ăn cỏ, không cắn người, nhưng muốn nàng cởi con quái vật cỡ lớn kia thì vẫn không nhịn được mà sợ hãi. Nàng tin tưởng nhất định sắc mặt hiện giờ của mình rất không tốt, e ngại, khó xử, còn có một chút bối rối không biết làm sao, bởi vì một đám người đang chờ, nhìn nàng giống như nhìn quái vật. Nàng thật sự muốn ngửa mặt lên trời thở dài một phen, không hiểu tại sao ông trời quăng nàng đến thế giới nữ tôn này, là để cho nàng chịu đau khổ nhục nhã sao? Bởi vì là thứ xuất, phụ thân không được sủng ái, mẫu thân của thân thể này cũng không quan tâm đến nàng. Nhiều thế hệ buôn bán làm cho người nàng ta đầy mùi tiền, thế mà lại dùng ngàn lượng vàng làm cái giá để bán nữ nhi của mình, tới làm rể Tô gia. Bất quá ngoại trừ phụ thân Liễu Miên thì đối với thân tình của những người này, cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào, dù sao nàng cùng bọn họ là người xa lạ, không có quan hệ gì cả, trước như vậy, về sau vẫn vậy. Chẳng qua trừ việc thích ứng với mọi hoàn cảnh bên ngoài thì hình như nàng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Dù sao nơi này là nữ tử làm chủ, cho dù Tô Tam thiếu gia có điêu ngoa một chút, tùy hứng một chút, nhưng cũng không thể nào chèn ép nàng chứ. Ở dưới con mắt khinh thường của mọi người, Quân Nhược Thủy ngồi trên xe ngựa hoa lệ, trong tiếng hỉ nhạc và đội ngũ đón dâu đông đảo chạy nhanh về phía Tô phủ thành đông. Dọc theo đường đi nàng có thể nhìn thấy ở ngã tư đường chật ních người vây xem, tiếng nghị luận, tiếng cười nhạo, thậm chí là phỉ nhổ cùng khinh bỉ văng vẳng ở bên tai. Bất quá nàng thật sự không để ở trong lòng, nàng vốn đến từ thế kỷ 21, ở thế giới đó nam nữ ngang hàng, ưu tiên nữ tử là phong độ thân sĩ, hơn nữa, nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, nàng tuyệt đối không cảm thấy dọa người, muốn trách thì trách cái thế giới này thật là không thể hiểu nổi, mà nàng cũng không có khí lực để đi bảo vệ nam nhân. Người ngồi trong xe ngựa chính là Quân Nhược Thủy sao? Tướng mạo gầy gầy, bình thường, khó trách muốn ở rể. Nàng đã nhìn chính mình ở trong gương đồng, tuy rằng không tính là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng coi như là thanh lệ động lòng người, tú sắc khả san đi chứ, phi, thật là sự sỉ nhục của nữ nhân chúng ta, vậy mà cam nguyện đi ở rể. Quân Nhược Thủy bĩu môi, ta có nguyện ý hay không thì lão nhân ra ngài quản làm cái quái gì, chuyện của ta tự quản. Vậy mà nàng ta ngay cả ngựa cũng không cưỡi, thành thân mà ngồi xe ngựa, thật sự là không có mặt mũi. Ta là computer, ngươi biết sao, nàng ta đến Tô gia ở rể cũng sẽ không có ngày lành đâu, người nào mà không biết Tô Tam thiếu gia điêu ngoa tùy hứng, võ công chắc tuyệt, lại tiếp nhận sinh ý của Tô gia, mỗi ngày đều xuất đầu lộ diện, quả thật rất là mạnh mẽ. Tuy rằng ngày thường diện mạo rất xinh đẹp nhưng đã qua tuổi cập kê, mà vẫn không có người tới cửa cầu hôn, gia đình nghèo thì trèo cao không nổi, gia đình môn đăng hộ đối vừa nghe tới phẩm hạnh của Tam thiếu gia, thì lập tức bỏ trốn mất dạng. Một giọng nói vui sướng khi người gặp họa nói, đúng vậy, hắn như vậy nếu như chơi đùa nếm thử mùi vị mới mẻ thì được, nhưng nếu muốn lấy về nhà làm phu quân quả thực là muốn mạng của ta mà. Hắc hắc, Quân Nhược Thủy cực kỳ thích nghe chuyện bát quái, bất quả nếu chuyện thật sự là như vậy thì nàng liền cảm thấy tiền đồ của mình, quả thật có chút khó khăn, tuy rằng từ miệng hạ nhân trong nhà, cũng biết được một số tin tức linh tinh của Tô Tử Bội, Tử Trúc cũng nói tường tận tất cả. Những gì nàng ta biết, nhưng dù sao nàng vẫn cảm thấy một nam nhân như, hắn ở tại thế giới nữ tử sẽ không làm ra chuyện gì làm nàng quá mức lo lắng.
huống chi không thể trêu thì nàng trốn không được sao, ta hận nhất chính là tiểu bạch kiểm ăn bám, tại sao lại có nữ nhân không biết liêm sỉ như vậy, thật sự là làm mất mặt hết nữ nhân chúng ta, ngươi xem, nàng ta còn cười nữa kìa, cầu xin các người không có liên quan thì không cần hận đời như vậy có được không, trong lòng, nàng nói thầm, ta đều căn cứ theo tâm tình giải trí của đại chúng, tự đem mình trở thành trò cười náo nhiệt cho các ngươi xem vậy mà, còn không cảm ơn ta. Quân Nhược Thủy hưng trí rào rạt nhìn đám người mãnh liệt ngoài cửa sổ xe ngựa, có cảm giác giống như một vị lãnh tụ quốc gia tham gia lễ duyệt binh quốc khánh, chỉ kém không có vẫy tay chào nói, các đồng chí vất vả nữa thôi, nếu có người trả lời một câu, vì nhân dân phục vụ chắc nàng sẽ kích động đến rơi lệ, là đồng hương, những lời này cũng có thể làm ám hiệu, về sau có chuyện gì cũng đều có thể giữ bí mật, phải không? Đang lúc nàng suy nghĩ đến hồn bay lên trời, quên hết tất cả thì một vật lạ bay vào trong cửa sổ xe ngựa, trúng ngay vào đầu nàng. Nếu như nàng đang mơ thì đau cũng không phải là đau như thế, chính là một tiếng giòn vang, trên trán chảy xuống một chất lỏng sành sạch màu vàng làm cho nàng cảm thấy ghê tởm. Ai ra, là trứng gà, nàng nổi giận đùng đùng nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ nghe thấy một trận cười vang từ xung quanh, trong nhất thời khổ không có chỗ nói, oan không có chỗ nói. Hận không có chỗ báo, tức giận không thôi, phu nhân, ngài lau đi, một gã sai vặt ở bên ngoài màn xe hảo tâm đưa cho nàng một cái khăn xanh, thần sắc giả bộ quan tâm nhưng đáy mắt chính là bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, nàng tiếp nhận khăn lụa, lau tung tung sau đó, kéo màn xe xuống để tránh các vật thể như thiêu thân lao vào lửa bay về phía nàng, nàng tựa lưng, vào đệm nhắm mắt dưỡng thần, ngay từ đầu nàng đã xem mình như người ngoài cuộc. Cũng giống như những người ngoài đó đang xem trò khôi hài, mãi cho đến khi trứng gà nện chúng mới làm nàng tỉnh táo lại, tuy rằng thân thể này là của Quân Nhược Thủy, nhưng trải qua tất cả mọi chuyện lại là Giang Thanh Ly nàng, cũng may nàng có năng lực tâm lý cường đại, dù sao bây giờ nàng cũng đã là trò cười của Thành Lâm Giang, trở thành đối tượng bị mọi người khinh bỉ và phỉ nhổ, ngay cả tên sai vật của Tô Phủ cũng không coi nàng ra gì thì chắc chắn rằng tam thiếu gia kia, cũng là người không dễ đối phó, nàng không khỏi khóc thét một tiếng, có chút lo lắng cho tương lai của mình, Thành Lâm Giang cũng thật lớn, đã đi được nửa canh giờ, mà vẫn chưa hết đoạn đường từ Quân Gia Thành Tây đến Tô Gia Thành Đông, Quân Nhược Thủy ngồi trên xe ngựa lay động giống như đang ngồi trên xích đu, say sưa đi vào giấc mộng, không có biện pháp, nàng chính là người trời sinh có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Trong khổ tìm vui, cho dù có gặp chuyện gì cũng không thể bạc đãi chính mình, hoảng hốt bị người ta đánh thức, một thanh âm rất là đáng ghét nói, phu nhân, tỉnh tỉnh, đến Tô Phủ rồi, à, nàng lên tiếng, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn nhìn người đang nói chuyện, là gã sai vặt đưa cho nàng cái khăn, lúc này đang nhẫn nại nhìn nàng, Quân Nhược Thủy để cho hắn nhấc màn lên sau đó nhảy xuống xe ngựa, không nghĩ tới mình không đứng vững. Được, thiếu chút nữa ngã thành chó ăn thì, vẫn là nhờ gã sai vặt kia kéo nàng lại mới không đến mức phải ngã đến khó coi, trước mặt mọi người, Quân Nhược Thủy cảm kích nhìn hắn một cái, sau khi từ biệt hắn ta liền quăng cho nàng một vẻ mặt xem thường, đến khi bị lôi kéo bái thiên địa cùng với một nam tử đội khăn che mặt, Quân Nhược Thủy mới dương mắt nhìn Cao Đường, một nữ tử trung niên chừng 50 tuổi, mái tóc có chút hoa râm, trên trán cũng hiện ra nếp nhăn do từng trải bể râu nhưng mặt mày vẫn sắc bén, ánh mắt lợi hại như muốn xuyên thấu nàng, nàng mỉm cười lạnh nhạt chấn định, có lẽ ở trên thương trường, ở trong Tô Phủ, nàng ta là người không giận mà uy, mạnh mẽ vang dội nhưng đối với nàng mà nói, nàng không cầu người, người không thể kiềm chế nàng được. Tiệc rượu ở Tô Phủ được tổ chức rất náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, các quan to tôn quý trong thành đều đang dự tiệc rượu linh đình, đương nhiên những người này đều là nữ nhân, phu lang, mà các nàng mang tới đều im lặng ngồi trong biệt viện dành cho nam quyến dùng cơm, chờ cho thê chủ của bọn hắn ăn uống xong lại tới dẫn bọn hắn về nhà. Sau khi Quân Nhược Thủy hoàn thành bái thiên địa liền bị kéo đến bàn tiệc, chính thức khai tiệc, uống xong mấy chén, mặt Quân Nhược Thủy liền đỏ hồng tới mang tai, choáng váng đứng lên, trong tiếng cười đùa của mọi người nàng bị gã sai vặt đưa vào động phòng, tâm tư của nhạc mẫu đại nhân kia nàng cũng hiểu. Được, chẳng qua là muốn cho tất cả mọi người biết Quân Nhược Thủy, chính là chân tôm mềm không có quan trọng gì, về sau Tô gia đương gia vẫn là Tô tam thiếu gia, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới phải làm chủ nhà này,
lý tưởng cao nhất của nàng là hoàn thành trọn vẹn chức phu nhân, chỉ cần đừng bức nàng tới nóng nảy, thì sẽ không có chuyện nông nô xoay người làm đương gia, hóa ra gã sai vặt, tới đón dâu là người hầu thiết thân của Tô Tam thiếu gia tên là Thanh Phong. Thái độ của Thanh Phong lạnh nhạt dẫn Quân Nhược Thủy vào động phòng, lỗ mũi hướng lên trời hừ một tiếng, đóng cửa rời đi, lưu lại Quân Nhược Thủy cùng Tô Tử Bội mặc hỷ phục đỏ thẫm, đầu đội khăn voan màu đỏ đang ngồi yên lặng ở bên mép giường. Tân phòng yên tĩnh một cách quái dị, nàng nhìn Tô Tử Bội đang yên tĩnh ngồi đó, nửa ngày cũng không có động đậy nhúc nhích gì. Không biết cổ nhân làm sao mà hai người xa lạ chưa từng gặp mặt, mà khi vừa gặp nhau đã ò e ý é này nọ được, dù sao nàng cũng tự nhủ mình không có được cái khả năng kia. Cái đó, Quân Nhược Thủy hắng giọng, vẫn thấy nên mở miệng trước thì tốt hơn. Tô Tam thiếu gia, ta không đợi nàng nói xong, Tô Tử Bội đột nhiên vén khăn voan hồng lên, ghét bỏ liếc nàng một cái, lạnh lùng nói, ấp a ấp úng, tuyệt đối không giống nữ nhân. Đáng tiếc lúc này Quân Nhược Thủy đã bị sắc đẹp mê hoặc, nhìn dung nhan tinh xảo của Tô Tử Bội có chút thấn thần, bộ dạng của hắn quả thật rất đẹp, không giống như một đám nam nhân trước đó nàng đã nhìn thấy ở quân gia, toàn là liệu yêu đào tơ, lung lay trong gió làm cho nàng cảm thấy khó có thể thích ứng. Nhất thời trong đầu Quân Nhược Thủy hiện lên một câu nói hoa lệ từ ngữ trau chuốt, mặt giống như hoa đào, da trắng nõn như tuyết, phong hoa tuyệt đại, tuyệt sắc khuynh thành, đôi mắt hắn hắc bạch phân minh, lấp lánh như nước song lại lạnh như băng, nến đỏ tỏa ra ánh sáng chiếu rọi hai mắt hắn giống như ánh trăng sao chiếu trên mặt hồ, sóng nước mênh mông, lóng lánh như ngọc làm rung động lòng người. Mày kiếm đen dài mang theo vài phần anh khí thiếu niên, mà nam tử ở triều đại này ít có. Mũi cao, môi mỏng hơi nhếch lên, cặp mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn nàng. Tô Tử Bội nhìn thấy Quân Nhược Thủy vừa thấy mình, thì kinh diễm si ngốc liền khinh miệt hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói, ngươi là ta lấy vào cửa, về sau ở rể Tô gia, tất cả mọi chuyện đều phải nghe lời ta, sản nghiệp Tô gia không cần ngươi nhúng tay vào, chỉ cần ngươi an phận thủ thường ở Tô phủ. Nói tới đây ánh mắt hắn lại lạnh thêm vài phần, hàn quang lóng lánh, không cần vọng tưởng cái gì, an phận thủ thường một chút, bổn thiếu gia sẽ để cho ngươi cả đời cơm áo không lo, nếu không, hừ, ngươi sẽ sống không bằng chết. Quân Nhược Thủy lấy lại tinh thần, gật đầu không sao cả, tỏ vẻ đã biết, trong lòng nói thầm, ta biết về sau Tô gia ngươi là cơm áo cha mẹ của ta, không ngoan ngoãn nghe lời thì còn có thể thế nào nữa, sản nghiệp Tô gia của ngươi thì ngươi cứ xem như bảo bối đi, ta cũng không muốn tự rước phiền toái cho mình. Còn có Tô Tử Bội dừng lại một chút, chính nghĩa nói, trước khi ta đồng ý thì ngươi không được đụng vào một sợi tóc của ta. Quân Nhược Thủy thiếu chút nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết, nàng không thể tưởng tượng được nữ tử đi bắt buộc nam tử chuyện phòng the, bất quá nàng vẫn bất động thanh sắc gật đầu, nói thật, nàng chưa từng nghĩ muốn động đến một sợi tóc của hắn, nàng cũng không thể tưởng tượng được bộ dạng của mình khi bá vương ngạnh thượng cung nam nhân kia, chuyện như vậy tuyệt đối chấn động, vượt quá năng lực tưởng tượng của nàng. Còn có Tô Tử Bội nhíu mày trầm tư, kiêu căng tuyên bố, tuyệt đối ngươi không được hái hoa ngắt cỏ, nếu để ta phát hiện được liền xử trí theo gia pháp. Vậy mà còn có gia pháp, không phải là bỏ lồng heo dìm nước chứ, nơi này không phải là triều đại nữ tôn sao? Kỹ năng hồng hạnh ra tường, thủy tính dương hoa hình như là của nam tử chứ, huống hồ hắn cũng quá bá đạo, vừa không cho nàng ngắt hoa trong nhà lại không cho nàng hái hoa dại bên ngoài, như vậy không bằng bảo nàng xuất gia hướng Phật đi cho rồi, tất cả đều nghe hắn đi, dù sao nàng cũng chỉ muốn làm sâu gạo, tay chân cũng không chăm chỉ, hắn nuôi nàng là được, tất cả đều nghe lời tam thiếu gia ngươi. Cảm giác xấu hổ lúc động phòng hoa trúc hầu như biến mất, thần kinh đang buộc chặt của Quân Nhược Thủy cuối cùng cũng thả lỏng, nàng lười biếng hắt hơi một cái, duỗi lưng sau đó nói, bây giờ ngủ được chưa? Quân Nhược Thủy không cảm thấy lời nói của mình có bao nhiêu không ổn, chỉ thấy Tô Tử Bội đỏ mặt, trừng mắt lạnh lùng nhìn nàng, sắc phôi, cút ra xa một chút. Nàng dở khóc dở cười, thật sự là oan uổng, nàng tuyệt đối không có ý tưởng không thuần khiết được không, là lão nhân gia hắn nghĩ nhiều rồi, hôm nay vất vả một ngày, đến người làm bằng sắt thì cũng phải nghĩ ngơi một chút có đúng không? Nàng nào dám nhiều lời, cười làm lành nói, công tử, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là mệt mỏi muốn đi ngủ thôi. Tô Tử Bội hừ một tiếng, đương nhiên nói, ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất, dựa vào cái gì?
đối diện với ánh mắt lạnh như băng của hắn, giọng nói của Quân Nhược Thủy càng ngày càng nhỏ. Dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn là thiếu gia mình là tức phụ ở rể, chỉ bằng hắn nắm trong tay vận mệnh Tô Phù, bằng hắn là nam nhân mình là nữ nhân hay vì hắn là dao thớt còn mình là thịt bò. Quân Nhược Thủy không khỏi ai oán thở dài một tiếng, trông mong nhìn về phía chiếc giường mềm mại bằng gỗ lim ở gần cửa sổ, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thấp giọng nói, ta ngủ phía bên của giường được không? Tức phụ, con dâu, không được. Tô Tử Bội quả quyết tự tuyệt, khinh miệt nói, ngươi chỉ xứng đáng ngủ ở dưới đất. Ngươi, Quân Nhược Thủy hung hăng trừng mắt nhìn hắn, giận mà, không dám nói gì, dù sao đang ở địa bàn của người ta. Cổ nhân đã nói ở dưới mái hiên của người khác thì không thể không cúi đầu. Hai zzz Tô Tử Bội xem thường liếc nàng một cái, ngươi thật sự không giống nữ nhân. Làm sao nàng lại không giống nữ nhân, tuy rằng thân thể này không to lớn giống như nữ nhân bình thường ở vương triều Kim Bích, nhưng vẫn trước lồi sau lõm mà, khuôn mặt cũng thanh tú động lòng người, dù sao cũng được xem là tiểu mỹ nhân có được hay không, vừa muốn nổi trận lôi đình lại nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn thôi. Chắc vì đây là ngày đầu tiên nên hắn mới ra oai phủ đầu nàng để lập uy, nếu như nàng náo loạn lên phòng chừng cũng không chiếm được lợi ích gì. Mọi người ở đây đều không thích nàng, nàng vẫn là ít tìm phiền toái cho mình thôi. Tô Tử Bội không hề nhìn nàng, đưa tay tháo cây châm đang cài ở trên đầu xuống, tóc dài đen mượt xõa tung, cũng không thèm quan tâm đến nàng, xoay người thổi tắt nến đỏ, kéo màn xuống, nàng chỉ nghe tiếng cởi quần áo sột soạt, phỏng chừng là hắn đang cởi ngoại bào. Quân Nhược Thủy ngây ngốc đứng ngay tại chỗ, thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người khác nói cuộc đời có bốn việc vui lớn, gặp hạn hán lâu ngày, gặp mưa lớn, đi xa quê hương gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa trúc và đề tên bảng vàng, thì nàng sẽ chờ xem chuyện thứ nhất có thể vui mừng được hay không, chứ chuyện thứ hai, thì nàng nghĩ trên đời này chắc chắn sẽ không tồn tại một người xui xẻo hơn. Nàng bị quăng tới nơi này nên cũng sẽ không tồn tại chuyện gặp bạn cũ. Chuyện thứ ba ở ngay trước mắt, nhắc đến đã không chịu nổi, mà chuyện thứ bốn thì cùng nàng chẳng có liên hệ gì. Ngay cả mấy ngày nay chính mình đang làm gì nàng còn chưa hiểu được, thì làm sao có thể đề tên bảng vàng. Huống hồ nàng cũng không muốn qua lại trốn quan trường hỗn loạn, lại càng không muốn có liên hệ gì với hoàng gia. Trước mắt làm sâu gạo chính là lý tưởng cao cả nhất của nàng. Thời tiết đầu mùa hạ, ban đêm yên tĩnh, lâu lâu lại truyền tới tiếng ếch ộp kêu vang, rõ ràng làm cho không khí trở nên lạnh lẽo. Cứ như vậy mà ngủ ở dưới đất thì không bao lâu chắc chắn nàng sẽ bị phong thấp. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng, cái đó chăn ở nơi nào? Tô Tử Bội trở mình, không kiên nhẫn nói, tự tìm trong tủ quần áo đi, tay chân nhẹ nhàng một chút, nếu làm ầm ĩ cản trở việc ta nghỉ ngơi thì ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Vẻ mặt Quân Nhược Thủy đen lại, xem như hắn lợi hại, nàng nhịn. Dựa theo ánh trăng mông lung, nàng tìm thấy chăn đang để trong một cái tủ ở góc phòng, trải chăn ngay bên cạnh tủ, sau đó nằm xuống. Cuốn chăn và thân mình lại giống như cuốn trứng, sau đó, thỏa mãn gối lên tiếng ếch kêu say sưa đi vào giấc mộng. Có ăn có uống có ngủ, yêu cầu của nàng rất đơn giản. Trong bóng đêm, Tô Tử Bội tập trung nghe tiếng hít thở vững vàng của Quân Nhược Thủy, biết nàng đã ngủ mới thả lỏng cảnh giác ngủ thật say. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Thanh Phong đã ở bên ngoài gõ cửa, tam thiếu gia, phu nhân, sáng sớm đã quấy nhiễu mộng đẹp của người khác, có thấy phiền hay không? Quân Nhược Thủy lẩm bẩm một tiếng, dúi đầu vào chăn bông, bịt tay trộm chuông, một cái gối đầu ném tới, nện trúng đầu nàng, sau đó là giọng nói nghiêm khắc của Tô Tử Bội quát lớn, còn không mau đứng lên, quỷ lười. Quân Nhược Thủy giật mình một cái, lập tức ngồi dậy, nhìn thấy màn của hắn còn chưa có vén lên, chỉ nhìn thấy được một bóng người mơ hồ. Nhìn cái gì, nhanh đi mở cửa đi. Lại là một tiếng quát lớn, tình cảnh này nàng không phải là thê chủ của hắn mà là một nha đầu sai vặt để cho hắn mắng chửi. Nàng thở dài đứng dậy, nhanh nhẹn cuốn chăn cất vào trong tủ, sau đó thay một bộ váy dài màu thiên thanh, tóc thì được búi đơn giản bởi một cái châm, sau đó mới mở cửa. Thanh Phong bưng cái chậu rửa mặt bằng vàng đứng ở cửa, nhìn thấy nàng thì liếc nàng một cái, lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó hất mặt lên, nghênh ngang đi vào, cũng thuận chân đá cửa lại nhốt nàng ở bên ngoài. Mới sáng sớm mà nàng đã trêu chọc ai sao? Ai oán dương mắt nhìn về mặt trời mới mọc ở phía đông, thật sự là không có thiên lý mà. Đứng trong chốc lát, Thanh Phong liền đẩy cửa đi ra,
cũng không nhìn nàng mà quay đầu đi thẳng. Quân Nhược Thủy ngơ ngác đứng ở cửa không biết có nên đi vào hay không, trầm ngâm một lát, cửa liền mở, một nam tử tuấn lãng tiêu sái bước ra, hắn mặc áo dài màu nguyệt sắc, cổ áo và cổ tay được thêu hoa cúc nhỏ màu vàng nhạt, tóc dài dùng cây châm bảo thạch màu tím búi lên, mày kiếm mắt sao, ánh mắt trầm tĩnh như nước trong đó lại chứa đựng anh khí bức người, thật sự, là thời đại công tử gia hỗn loạn đen tối lại có một người tuyệt vời như vậy. Trên mặt Quân Nhược Thủy không giấu được sự khen ngợi, Tô Tử Bội thấy nàng nhìn hắn, tức giận liền gia tăng, oán hận chừng mắt liếc nàng một cái, sắc phôi, còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi xuống. Quân Nhược Thủy cười, hắc hắc, cá lơ phất phơ nói, tam thiếu gia, ta nhìn phu quân của ta thì có gì không đúng, ngươi mặt hắn đỏ lên, mắt trợn tròn, căm hận nói, tự trọng một chút, bằng không ta sẽ không khách khí. Nam nhân ở vương triều Kim Bích thật dễ dàng đỏ mặt. Nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, ngả ngớn nói, như thế nào gọi là không khách khí, ánh mặt Tô Tử Bội lạnh xuống giống như, băng tuyết lạnh lẽo đang tụ tập trong đôi mắt hắn, giọng nói lạnh đến mức làm cho người ta phát run, nữ tử trên đời đều tình bạc nghĩa mỏng như nhau, háo sắc vô sỉ. Quân Nhược Thủy, tốt nhất người hãy nhớ kỹ tối hôm qua ta nói như thế nào, bằng không ngươi sẽ hối hận suốt đời. Không thú vị, nàng bĩu môi, cúi đầu đi theo sau hắn đến sảnh chính, con dâu xấu dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng, nàng tất nhiên cũng phải dâng trà cho nhạc mẫu đại nhân, thật sự là không rõ Tô gia không thích Quân Nhược Thủy, vì sao lại cố tình chọn lựa nàng làm thê chủ của Tô Tử Bội. Quân Nhược Thủy theo đuôi Tô Tử Bội xuyên qua những giường cột được chạm trổ, qua một hàng lang dài gấp khúc, qua một hồ sen nhân tạo đang nở hoa hồng nhạt, cuối cùng cũng đến chính sảnh. Tô gia chủ mẫu Tô Mộ Bình là nhạc mẫu của nàng đang ngồi ngay ngắn nghiêm trang ở chủ vị giống như một pho tượng trong các miếu thờ, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ đi tới. Bốn phía nha hoàn và sai vặt đều là bộ dáng phục tùng cúi đầu, im lặng không một tiếng động, đây là tam đường hội thẩm xét xử người ta sao, nàng từ chối cho ý kiến, dù sao sáng sớm cũng đã chuẩn bị làm rối gỗ để cho người ta giật dây, phối hợp một chút cũng tốt. Hai đầu gối quỳ trước mặt gia chủ, hành đại lễ sau đó tiếp nhận nước trà do một gã sai vặt đưa tới, Quân Nhược Thủy cầm hai tay, cung kính dâng trà, nhạc mẫu đại nhân, mời dùng trà. Tô Mộ Bình âm u liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi tiếp nhận, uống một ngụm sau đó ho khan vài tiếng, cau mày nói, quá nóng, con muốn ta bị bỏng chết. Sao? Quân Nhược Thủy không nói, cúi đầu hạ mi, bày ra bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng. Thành thật rót một ly trà khác, đợi nguội rồi mới dâng lên, quá nguội. Tố Mộ Bình mắt lạnh nhìn nàng, tiếp tục soi mói, chuyện như vậy mà cũng không làm được thú con về có lợi ích gì. Nói xong lại ho một tiếng, nước trà nóng hay lạnh, lại có thể làm người ta ho một trận kinh thiên động địa như vậy sao? Người không biết còn tưởng nàng hạ độc trong nước trà đó chứ, chẳng qua là muốn chỉnh nàng thôi, thật là khó hầu hạ, Quân Nhược Thủy nghĩ. Càng tức giận là tướng công nhà nàng lại ở một bên nhàn nhã hóng mát, bộ dáng xem kịch vui, hoàn toàn mặc kệ sống chết của nàng. Quân Nhược Thủy thở dài, chỉ biết tự lực cánh sinh, tự cầu nhiều phúc thôi. Tất nhiên nàng hiểu được đây là gia chủ muốn ra oai phủ đầu với nàng, tuy rằng là kẻ vô dụng ở Tô gia nhưng dù sao cũng là nữ tử. Tô Mộ Bình sợ nàng có ngày sẽ gây sóng gió đoạt quyền của Tô Tử Bội, nên mới làm ra sắc mặt như thế. Dù sao cũng nhà này cũng chỉ có nam tử, tại đây muốn cường thịnh thì nam tử cần phải có nữ nhân che chở mới được. Quân Nhược Thủy bày ra đủ bộ dáng của tiểu tức phụ, bất luận là Tô Mộ Bình làm khó dễ như thế nào cũng đều mỉm cười, không có biểu hiện ra một chút ủy khuất cùng không kiên nhẫn. Trong lòng nàng đang nghĩ đến lời dạy của Mạnh Tử, thiên tướng hạ trần giúp người, trước tiên là khổ tâm, sau đó khổ gân cốt, da thịt khổ tâm khổ trí là tốt rồi, trăm ngàn lần không cần phiền đến gân cốt, lại càng không thể phiền đến da thịt. Nàng càng nhẫn nại trong mắt mọi người, Tô gia lại càng yếu đuối vô năng. Hừ, đây là gọi là nhịn người không thể nhẫn nhịn. Nhớ ngày đó Hàn Tín không phải lòn háng chịu nhục sao, đây chính là biểu hiện của người tài. Tô Mộ Bình dùng ánh mắt sắc bén thật sâu nhìn nàng như nghĩ tới cái gì. Bị lão hồ ly này nhìn như vậy, Quân Nhược Thủy cảm thấy cả người có chút sợ hãi. Rốt cuộc Tô Mộ Bình cũng mở miệng uống trà. Lúc này nàng mới thoải mái vì chút được gánh nặng. Sau khi Tô Mộ Bình uống trà xong thì đưa ly trà cho gã sai vặt đứng bên cạnh, gật đầu với Quân Nhược Thủy, uy nghiêm nói,
Nhược Thủy, nếu đã vào Tô gia ta sau này phải một lòng vì Tô gia, an tâm sống cùng Tử Bội, toàn tâm toàn ý với nó. Hừ, lão hồ ly, đừng tưởng dễ lừa gạt nàng, ở vương triều Kim Bích, tuy nữ tử ở rể mang họ của phu quân, nhưng vẫn có khả năng nạp phu quân như cũ, chẳng qua là số người hạn chế mà thôi. Bất quá quân Nhược Thủy vẫn khúm núm gật đầu, đại nữ tử đôi khi cũng phải co giãn được, nàng rất rõ ràng kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tuy rằng nàng cũng không muốn làm người Tuấn Kiệt gì nhưng kẻ thức thời, cũng ăn ít khổ hơn, nàng cần gì phải tự nếm mùi đau khổ. Bên này quân Nhược Thủy đang chăm chú lắng nghe gia chủ đại nhân phát biểu, thì tướng công nhà nàng đã ngồi xuống uống trà từ lâu, thật đúng là lạnh lùng, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi chính sảnh. Quân Nhược Thủy chỉ cảm thấy trời đặc biệt xanh, gió đặc biệt nhẹ, cả người thoải mái, lúc này mới có thể hít thở không khí trong lành. May mắn nàng là nữ nhân đến từ thế kỷ thứ 21, nếu thật sự là nữ tử của vương triều Kim Bích, ý thức nữ tôn mãnh liệt thì làm sao chịu được cách nói chuyện này. Tô gia gia chủ chắc cũng có bệnh, vừa để cho nhi tử lấy một người yếu đuổi vô năng là, nàng lại vừa liều hết khả năng giày vò nhuệ khí, xem thường nàng. Sau khi Tô Tử Bội ra khỏi chính sảnh liền dẫn Thanh Phong ra cửa. Thời đại này, một nam tử vừa xuất đầu lộ diện vừa có sự nghiệp, như hắn thật sự rất đáng được khâm phục, bởi vì biết nữ tử ở hiện đại so với nam nhân càng phải chịu nhiều gian khổ, và trả giá nhiều hơn cho nên đối với Tô Tử Bội nàng vẫn luôn rất khâm phục. Lúc này hạ nhân trong phủ đều đang làm việc của mình, mấy gã sai vặt nha hoàn đang lui tới đều xem nàng là cái cây cột đá, không ai thèm liếc nhìn nàng một cái. Nàng để Tử Trúc ở lại quân ra chăm sóc phụ thân nhu nhược của mình, một mình ở rể Tô gia. Tô phu nhân không đưa cho nàng một nha hoàn nào cũng đủ hiểu địa vị của nàng, ở Tô phủ chỉ là bù nhìn mà thôi, nhà giàu đều sâu như biển, ai ra, nàng coi như là gả cho nhà giàu đó, đi dạo một mình trong Tô phủ. Tô phủ giống như công viên bình thường trong thế giới hiện đại, hòn giả sơn, hồ nhân tạo, cầu kiều, suối nhỏ, điểu ngữ hương hoa, cả vườn muôn hồng nghìn tía làm cho người ta hoa mắt. Quân Nhược Thủy lười biếng ngồi trong đình ở một góc hoa viên, nghe mùi hoa thoang thoảng mà buồn ngủ, thẳng đến khi trong bụng truyền đến tiếng ọt ọt nàng mới cảm thấy đói bụng mà đứng dậy, nhìn mặt trời một chút, chắc cũng đã đến buổi trưa rồi, nàng còn chưa có ăn sáng đâu, bất đắc dĩ nàng phải đứng dậy muốn đi phòng bếp tìm đồ ăn đỡ đói, dân lấy ăn làm trời. Tốt xấu gì nàng cũng là thiếu phu nhân của Tô gia, thê chủ của Tô Tử Bội, như thế nào cũng nên cơm há đến mồm, ý vươn đến tay, tệ nhất cũng không phải chịu đói bụng chứ, tại sao mệnh nàng lại khổ như vậy. Hoa viên Tô gia giống như biến thành mê cung, nàng đi tới đi lui, mới phát hiện mình lạc đường, chỉ cảm thấy đường nhỏ âm u gấp khúc, không khác gì tiên cảnh. Ngẫu nhiên cũng sẽ có vài nha hoàn và sai vặt đi ngang qua, nhưng nàng cũng chỉ có thể tự chăm sóc chính mình. Dù sao da mặt nàng vẫn rất mỏng, cảm thấy rất ngượng ngùng khi hỏi bọn họ phòng bếp ở nơi nào, chỉ có thể tự mình tìm kiếm lung tung làm bộ như đang dạo chơi trong hoa viên, càng đi càng vắng người. Sau đó nàng đi vào một khu rừng trúc xanh biếc có một lầu các tinh xảo thật thoáng, ở xa xa, Lưu Thủy Cư, u tĩnh thanh nhã, làm cho nàng chỉ liếc mắt một cái đã thấy thích. Cửa đóng, Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, mùi thơm xông vào trong mũi. Trong không khí có mùi thanh u của trúc xanh cùng với mùi hương của hoa lan, không thể tưởng tượng được Tô phủ lại còn có nơi tươi mát thoát tục như vậy. Quân Nhược Thủy hưng chí rào rạt tiếp tục xem xét, chủ nhân nơi này nhất định là người xuất trần thoát tục như hoa lan, nàng thật sự muốn được gặp một lần. Nghe bên trong hình như có tiếng người, Quân Nhược Thủy muốn tiến lên gõ cửa, cũng không nghĩ tới vừa bước lên bậc thang thì bị trượt ngã, cơ thể không tự chủ lao vào đẩy cửa. Sau một tiếng a, nàng liền ngã vào trong phòng, mà bên trong lại có một tiếng thét lớn hơn truyền ra, chỉ thấy một nam tử mỹ mạo khoảng mai mươi mấy tuổi, hoảng sợ nhìn nàng, hai tay ôm ngực, mặt mày hắn như vẽ, mặt trắng nõn hàm xuân, giờ phút này chỉ mặc một cái áo lót màu trắng, trên tóc còn có nước nhỏ xuống, trên người tỏa ra mùi thơm của cánh hoa sau khi tắm rửa, đầu óc Quân Nhược Thủy hỗn loạn, đứng ngay tại chỗ. Nguy rồi, trong lúc vô tình nàng đã xông vào khuê phòng nam tử, mà nam tử này hình như vừa mới tắm xong, xong rồi, nàng đã tổn hại tới danh tiết của người ta. Nghe được tiếng thét chói tai của nam tử, mọi người đều chạy về phía này, nam tử kia đã trốn vào sau tấm bình phong khóc nức nở,
nàng vỗ vỗ đầu mình, cười khổ, Tô Tử Bội hung hãn như vậy, nàng lại không được Tô gia gia chủ cùng phu quân chào đón, chỉ sợ chuyện này không thể giải thích rõ rồi. Một gã sai vặt mặc áo xanh phẫn nộ chừng nàng một cái, chạy vào sau bình phong, thân thiết hỏi giống như hắn ta và người kia có chung mối thù vậy, công tử, ngươi không sao chứ, không, không sao, giọng nói bối rối vang lên, hiển nhiên, là bị kinh hách rất lớn, nàng cũng sợ hãi có được không, tại sao lại không có người nào quan tâm tới nàng chứ, người yên tâm, thiếu gia sẽ làm cho người hả giận, gã sai vặt chắc chắn an ủi, nàng ta là... Nam tử sợ hãi hỏi, nàng ta chính là thê chủ mới thú vào cửa của thiếu gia, chúng ta chỉ thấy nàng ta hèn yếu vô năng nên không để ý đến nàng ta, vậy mà nàng ta lại nảy sinh ý xấu, công tử, chúng ta nhất định phải bẩm báo với gia chủ, dù gì thì người cũng là người của gia chủ sẽ làm chủ giúp người, nói xong còn nhìn Quân Nhược Thủy hừ lạnh một tiếng, nam tử trẻ tuổi như thế mà lại là người của Nhạc Mẫu đại nhân, châu già gặm cỏ non. Quân Nhược Thủy không nói nên lời, trăm miệng cũng không thể bào chữa, nàng ngầm thở dài, ở chỗ này người nào sẽ tin nàng, Tô Tử Bội, hắn sẽ tin nàng sao, đã sớm có gã sai vặt báo chuyện này cho gia chủ, Nhạc Mẫu đại nhân thân ái của nàng cũng không chậm trễ, đích thân tới hiện trường, cho người, đưa nàng về tân phòng, chắc chắc phải như vậy, nàng ta cũng không phải là người hảo tâm, chẳng qua là chờ Tô Tử Bội về thu thập nàng thôi. Xem như nàng đã rõ ràng rồi, cơ hội lập uy như vậy tất nhiên nàng ta muốn giữ lại cho Tô Tử Bội, sau khi về phòng thật ra cũng tốt, có ăn có uống nhưng mà nàng cũng trở thành thịt bò nằm trên thất gỗ, trước tiên Quân Nhược Thủy lấp đầy bụng đã, sau đó leo lên giường bằng gỗ lim nghỉ ngơi một chút, lại rút ra một quyển sách ở thư phòng, cách vách ra đọc, buổi trưa coi như cũng trôi qua một cách dễ dàng, thời điểm nàng ở nhà trong tương lai cũng có rất nhiều ngày nàng không ra khỏi cửa. Chẳng qua khi đó có computer mà nay trên tay chỉ có vài quyển sách, nhàm chán hơn rất nhiều, bất quá sách là món ăn tinh thần nhân loại, cuối cùng chắc nàng cũng được coi như là không sống uổng đi. Trong lòng vẫn có chút bất an, tuy biết rằng chờ đợi nàng là bão táp nhưng tới khi thời điểm đó tới Quân Nhược Thủy mới lần đầu, tiên biết chân chính cái gì gọi là da thịt chịu khổ. Hoàng hôn, khuôn mặt tuấn tú của Tô Tử Bội đen thui đẩy cửa tiến vào. Trong lòng của Quân Nhược Thủy liền cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra, tuy rằng khẩn trương nhưng nàng vẫn im lặng nhìn hắn vào cửa, không nói lời nào, hắn đi tới, lạnh lùng nhìn nàng, quanh thân phát ra lãnh khí như muốn đông chết nàng, hắn lướt qua nàng, đi thẳng tới lấy một cái nhuyễn tiên bình thường vẫn được đặt trong tủ, quất vài cái, vù vù rung, động, trong phút chốc nàng cảm thấy cơ bắp trên người không thể kìm chế mà run rẩy. Sợ hãi giống như dây thường xuân đang leo lên, bầu víu lấy trái tim nàng, nàng cố gắng muốn làm cho mình mỉm cười nhưng chỉ có cứng ngắc nhếch miệng, bộ dạng hiện tại nhất định rất xấu. Công tử, Quân Nhược Thủy nhìn hắn cầm nhuyễn tiên đi đến gần, lệ khí trên người phát ra càng nặng, nàng không tự chủ được lui về phía sau, giọng nói cũng không khống chế được mà run rẩy, khẩn trương muốn tự vệ bằng câu nói luật pháp của Vương Triều Kim Bích, đánh thê chủ là phải bị trị tội. Trong những ngày đợi gả kia, ở quân gia nàng đã đọc không ít sách viết về Vương Triều Kim Bích bao gồm y học, lịch sử, xã hội, luật pháp, bởi vì lúc đó rảnh rỗi mà nàng lại không có chuyện gì để làm, cũng vì muốn hiểu biết thêm về cái thế giới xa lạ mà nàng sẽ ở lại cả đời. Tô Tử Bội lạnh lùng cười, khinh miệt nhìn nàng, ngươi cho là ngươi có cơ hội đi báo quan sao, tâm của Quân Nhược Thủy chợt lạnh, đúng vậy. Bất luận luật pháp quy định như thế nào thì chỉ cần hắn giam cầm nàng ở Tô Phủ, nàng không phải là kêu trời không thấu kêu đất không nghe sao, còn nữa, quan phủ đều là loại không tiền thì chớ vào, Tô gia là phú địch một phương, chỉ cần cho tiền quan phủ thì mọi chuyện đều im lặng, thậm chí bình thường quan hệ của quan phủ cùng thương gia rất chặt chẽ, đi báo quan có khả năng cũng là ngõ cụt, sắc tâm của ngươi không nhỏ, lại dám nhìn trộm người của mẫu thân ta đang tắm. Hắn oán hận nói xong liền quất roi tới, Quân Nhược Thủy trốn tránh không kịp, roi liền quất ở sau lưng nàng, đau đớn đến tận xương đánh úp lại. Hắn dùng hết khí lực không có thủ hạ lưu tình, không có, ta không có. Quân Nhược Thủy giải thích, chịu đựng đau đớn, tránh thoát được roi thứ hai của hắn. Ấm qua trên bàn bị roi của hắn ngẫu nhiên quất qua, nát bấy rớt dưới đất. Đây đều là bạc đó, nàng không kịp đau lòng thì roi thứ ba đã quất tới, trên. Cánh tay liền cảm thấy đau nhức, ngươi còn không dám thừa nhận,
có sắt tâm mà không có can đảm gánh vác. Tô Tử Bội tiếp tục vung roi, vẻ mặt thống hận mắng, từ nhỏ hắn đã tập võ mà thân thể nàng lại gầy yếu, tay trói gà không chặt đương nhiên chỉ có thể chịu bị đánh, suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể ủy khuất, thật sự là tai bay vạ gió. Tô Tử Bội nhìn thấy nàng đau đến nhe răng trợn mắt, khóc tới rối tung rối mù, bộ dáng né tránh chật vật không chịu nổi, rốt cuộc cũng cảm thấy bớt giận, dừng lại hừ lạnh một tiếng nói, tạm thời bỏ qua cho ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi đi ngủ ở xài phòng. Ừ, Quân Nhược Thủy liên tục gật đầu, không có biện pháp ngăn lại nước mắt đang chảy như mưa, trên người mấy chỗ bị roi quất đang đau nhức bỏng rát, còn không đi, hắn lãnh khốc quát, ánh mắt miệt thị, nữ tử không dễ dàng rơi lệ, chưa từng thấy qua nữ tử dễ khóc như vậy, lập tức đi, lập tức đi. Quân Nhược Thủy bất chấp đau đớn, đẩy cửa ra ngoài, lại nghĩ tới chuyện mình không biết đường vẫn là ngừng lại, thấp giọng nói, xin công tử phái người dẫn đường cho ta không biết đường đi. Tô Tử Bội nhìn nàng, nghĩ tới cái gì đó, gật gật đầu, thanh phong, đưa nàng ta tới xài phòng cực kỳ đơn sơ giống như bị bỏ đi, khắp nơi đều phủ một lớp cho bụi thật dày, đẩy cửa đi vào liền thấy bụi đất bay lên, xông vào mũi là một mùi ẩm mốc mục rửa do đã lâu không có người quét dọn, có mấy tấm ván gỗ dựa vào tường, gần cửa, sổ có một cái ghế dựa lung lay, tưởng tượng chỉ cần chạm vào một cái sẽ hỏng ngay lập tức. Đột có một con chuột từ một góc sáng sủa chạy nhanh ra, lùi qua chân nàng rồi biến mất ở trong bóng đêm, nếu nhìn kỹ thì trên ván gỗ còn có vài con rán đang tung tăng đi dạo. Quân Nhược Thủy trừng lớn hai mắt, lúc này hoái nghi hình như xài phòng này được chuẩn bị riêng cho nàng. Thanh Phong có chút vui sướng khi người khác gặp họa dẫn nàng tới nơi này, sau đó vội vàng xoay người rời đi, giống như không muốn ở chung với nàng thêm một giây nào nữa. Quân Nhược Thủy cắn răng chịu đựng đau xót ở trên người, tìm chổi quét dọn xài phòng một chút sau đó rời mấy tấm ván gỗ, đuổi mấy con rán đi rồi dùng khăn nhúng nước lau qua ván giường cùng ghế dựa, cửa sổ một lần, lúc này mới cảm thấy sạch sẽ không ít, miễn cưỡng có thể ở một đêm, dùng mấy tấm ván gỗ ghép thành một cái giường đơn giản, rốt cuộc Quân Nhược Thủy cũng yên tâm ngồi lên trên, may mắn bây giờ đang là mùa hè, ván giường này mặc dù có chút cứng nhưng cũng mát mẻ. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống làm bên trong phòng sáng lên, Lý Bạch đã từng làm thơ, đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương chắc là chỉ cảnh này đi, nàng tự diễu nghĩ, xa xa, hoa và cây cối của Tô phủ lờ mờ, tiếng ếch vang lên liên tiếp trên hồ sen và trong vườn hoa, hương thơm trong hoa viên mơ hồ truyền đến, yên tĩnh mà an tường, cả người thoải mái thả lỏng, so với ở trong tân phòng của Tô Tử Bội, cô nam quả nữ ở chung một phòng, trong lòng sợ hãi còn nhiều hơn là xấu hổ, không có đèn cũng không có ánh nến, Quân Nhược Thủy thản nhiên nhìn ánh trăng, ngưng thần suy nghĩ lại việc hôm nay, nàng dự đoán ấn đường của mình biến thành màu đen rồi, số phận thật là đen đủi, muốn đi đâu thì đi đi, bye bye, xui xẻo đi đi, nhớ tới vị công tử trẻ tuổi kia là phu thị của Tô Mộ Bình, Quân Nhược Thủy vẫn khó có thể tưởng tượng như cũ. Tính ra Tô Mộ Bình đã gần 50, cũng có thể làm mẹ hắn rồi, bất quá nghĩ lại thế giới của mình, cũng có nhiều cặp chồng già vợ trẻ rất xứng đôi thì ở thế giới này chồng trẻ vợ già, cũng là chuyện tự nhiên, ngược lại chính mình có chút suy nghĩ nhiều. Ánh trăng mông lung, nàng dựa vào cửa sổ nhìn ánh sao lấp lánh trên bầu trời kia, trong không khí mùi hoa thơm ngào ngạt, bóng đêm xinh đẹp như vậy đột nhiên làm cho nàng có chút hứng chí hát vang một khúc. Vì thể tay đặt sẵn trên ván giường, tùy ý gõ một khúc mùa hè, yên tĩnh của Lương Tịnh Như, mùa hè yên tĩnh, trên bầu trời đầy sao lấp lánh, trong lòng em có chút nhớ nhung, nhớ đến khuôn mặt anh, em có thể giả vờ như không nhìn thấy, và cũng có thể trộm nhớ cho đến khi được chạm vào khuôn mặt ấm áp của anh, dẫu biết rằng rồi em sẽ ngủ, ngủ một cách trọn vẹn nhưng trong trái tim em vẫn có một mùa hè yên tĩnh, miệng vết thương vẫn đau đớn bỏng rát như cũ. Quân Nhược Thủy cẩn thận để nguyên quần áo nằm trên cái giường đơn giản, cố gắng để không chạm vào vết thương, hy vọng mấy con chuột không lần theo mùi máu chảy ra từ quần áo mà cắn nàng. Ánh trăng trong trẻo nhẹ nhàng, mệt mỏi chậm rãi đánh úp lại nàng liền không yên ổn lắm chìm vào giấc mộng. Sáng sớm, Quân Nhược Thủy từ trong tiếng chim hót và hương hoa tỉnh lại, đã quên mất trên người còn có vết thương lập tức ngồi dậy lại không cẩn thận động tới vết roi quất ngày hôm qua. Cả người đau đến nhe răng trợn mắt, ngoài trừ vết thương đau nhức thì cả xương sống và thắt lưng cũng đau,
tên Tô Tử Bội kia đúng là lanh tấm lanh phế, hơn nữa còn có khuynh hướng bạo lực. Kỳ thật nàng cũng không oán trách hắn hết tất cả mọi chuyện, các đại gia đình làm việc đều là có mục đích, Tô gia nhất định cũng là vì một mục đích nào đó mới để cho nàng ở rể. Tuy rằng bây giờ nàng nghĩ mãi vẫn chưa rõ, nhưng tất nhiên nàng tất sẽ không từ bỏ cái phiếu cơm dài hạn này rồi. Nàng rất lười, cũng không có trí lớn, chỉ biết nghe nhạc, nuôi chim là tốt rồi. Chỉ hy vọng Tô Tử Bội không quá bạo ngược, nàng cũng không muốn xuyên qua thời không để chịu bạo lực gia đình. Lại nói kiếp trước tuy rằng Lâm Tuấn Thịnh hái hoa ngắt cỏ, phong lưu không kiềm chế được nhưng đối với nàng vẫn dịu dàng săn sóc, ngay cả một câu nặng lời cũng không có nói với nàng. Nhớ tới Lâm Tuấn Quân nhược thủy không khỏi có chút ảm đạm, như vậy cũng tốt, nàng vẫn luôn không có quyết đoán chấm dứt với hắn, trong lúc dẫu lìa ngọ ý còn vươn tơ lòng, cuối cùng, vận mệnh đã giúp nàng lựa xe họn rời đi, nàng không thể dùng phóng đãng đến báo thù chuyện hắn phản bội, cũng không thể giả bộ hiền lương thục đức không thèm để ý, như vậy chỉ còn cách rời đi, không có nàng, hắn có thể vui vẻ khoái hoạt hơn. Chỉ mong đời người lâu dài, ngàn dặm cũng không chia cách được chúng ta, cách nhau một khoảng thời không không thể tính được, còn có thể cùng hắn hòa thuận nhìn ánh trăng sáng hay không. Nguyên văn là đản nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên, đây là một câu nói tiếng Trung thể hiện sự mong ước tình yêu mãi dài lâu. Lúc này cửa bị nhẹ nhàng mở ra, thê chủ đã rời giường chưa, là giọng của gã sai vặt Thanh Phong chưa bao giờ cho nàng sắc mặt tốt, thật sự hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây. Khi nào thì hắn ta trở nên cung kính hữu lễ như vậy? Đã dậy rồi, Quân Nhược Thủy gạt bỏ suy nghĩ phiền lòng, sửa sang lại quần áo bị roi quất có chút rách nát, trên đó có vết máu đã đen lại thoạt nhìn, có chút chật vật, nàng nhìn chính mình cười nhẹ, đứng dậy đi ra mở cửa, chỉ thấy nhạc mẫu đại nhân của nàng hiên ngang đứng ngoài cửa, Tô Tử Bội cúi đầu đứng sau lưng nàng ta. Mày kiếm nhíu chặt nhìn ra được là không cam lòng đến đây mà Thanh Phong, thì cung kính đứng một bên, nàng ôm một bụng hồ nghi, ánh mắt có chút băn khoăn, bọn họ muốn diễn kịch gì đây, con dâu, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Tô Mộ Bình hắng giọng hỏi một câu, ánh mắt lướt qua nàng đánh giá phía bên trong, Quân Nhược Thủy mỉm cười nói, ngủ rất ngon, nhạc mẫu đại nhân, đứng lâu mệt mọc, mời vào trong ngồi, được. Bất quá chỉ là một cách nói khách khí không nghĩ tới Tô Mộ Bình, hiểu rõ nhưng lại gật đầu bước vào xài phòng đơn sơ này, Tô Tử Bội lạnh lùng liếc nàng một cái, không nói lời nào cũng theo vào sau đó, Thanh Phong lại hung hăng chừng nàng thêm một cái theo sát sau đó, Quân Nhược Thủy bất đắc dĩ cười tự diễu cũng bước vào cửa, không gian nhỏ hẹp bỗng chốc bị lấp đầy bởi bốn người, có vẻ chật chội ngột ngạt, ghế dựa ở gần đó cũng không có người ngồi. Nàng cũng không muốn hư tình giả ý tiếp đón nên nói thẳng vào vấn đề, không biết gia chủ tìm con có chuyện gì, lão hồ ly cười ôn hòa, trong nụ cười đó có thể nhìn ra được phong thái khi con trẻ, người có thể gánh vác sản nghiệp Tô gia lớn như vậy tất nhiên là có chỗ hơn người, bất quá nàng ta chỉ cười nhẹ nhàng một tiếng, nhưng cũng làm toàn thân Quân Nhược Thủy nổi lên cảnh giác, tiếu lý tàng đao là sở trường của nàng ta, tức phụ, ngày hôm qua thật ủy khuất cho con. Bội nhi từ nhỏ đã bị nuông chiều đến hư, tùy hứng kỳ quái, con làm thê chủ phải rộng lượng tha thứ cho nó, nhạc mẫu đại nhân quá nghiêm trọng rồi, Quân Nhược Thủy cũng cười dịu dàng nó, bất động thanh sắc nhìn xem rốt cuộc trong hồ lô của nàng ta bán thuốc gì, bội nhi, con không mau xin lỗi, vẻ mặt gia chủ vẫn tươi cười như cũ nhưng giọng nói trầm ổn đã tràn ngập uy nghiêm không, cho phép chống cự, làm cho người khác không tự chủ mà phục tùng nàng ta. Trong lòng Quân Nhược Thủy không khỏi thở dài, có vài người vừa sinh ra đã là vương giả, chỉ cần vung tay kêu gọi sẽ có người tới dưới trướng, còn một số người lại là bùn nát không xây được tường, có mặc long bào cũng không thành vua được. Khuôn mặt Tô Tử Bội lạnh lẽo, quật cường nói, con không sai, vì sao phải xin lỗi, bội nhi, nụ cười trên mặt gia chủ nhạt đi, giọng trách mắng, không giận mà uy, rằng co trong chốc lát, vẫn là Tô Tử Bội thỏa hiệp cứng ngắc nói. Thê chủ, Tử Bội sai lầm rồi, thực xin lỗi, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, tỏ rõ phẫn uất cùng hậm hực của hắn, Quân Nhược Thủy cười khổ một tiếng, tức giận này chỉ sợ lại tính trên người nàng, nàng không rõ lời xin lỗi này là do đã quất nàng vài roi hay là, quăng nàng đến xài phòng có bốn bức tường thông gió, tức phụ, bội nhi cũng đã biết lỗi, con đừng so đo với nó, phu thế đầu giường cãi nhau cuối, giường làm hòa. Hiện tại con liền cùng nó trở về phòng thôi,
Tô Mộ Bình vỗ vỗ vai nàng giống, như một trưởng bối hiền lành đang ân cần dạy dỗ dặn dò. Quân Nhược Thủy gật đầu, vâng, con hiểu được, cần tuân Nhạc mẫu đại nhân dạy bảo. Gia chủ vừa lòng gật đầu nói, trong phủ nhiều người hỗn loạn, miệng thế gian mà nói thì chảy vàng tiêu xương. Bội Nhi, sau này không thể tùy hứng như vậy nữa. Vâng, Bội Nhi đã biết, khó có khi thấy được hắn cúi đầu hạ mi dịu dàng hiền thục. Quân Nhược Thủy hứng thú nhìn hắn, nào biết hắn vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt trêu tức của nàng, thì nhất thời sừng sốt, sau đó hung hăng chừng mắt liếc nàng một cái, quay mặt đi, tính tình thật là trẻ con. Một khi đã như vậy các con tự mình trở về phòng đi. Tô Mộ Bình nhìn bọn họ gật đầu, bộ dáng giống như thật sự mệt mỏi, thản nhiên nói. Quân Nhược Thủy ngưng thần nhìn nàng ta, sắc mặt nàng ta tự nhiên, bây giờ đang là sáng sớm mùa hạ nhẹ nhàng khoan khoái, nàng ta cũng chỉ khoác một cái áo mỏng, tay che miệng, bộ dáng có chút lười biếng. Mẫu thân, Bội Nhi đưa người trở về phòng. Tô Tử Bội lo lắng nhìn nàng ta. Tô Mộ Bình lắc đầu, không cần, con theo Nhược Thủy trở về phòng đi. Quân Nhược Thủy suy ngẫm một lát, hình như thân thể gia chủ có chuyện gì đó, bất quá lấy tài lực của Tô gia nhất định sẽ mời đại phu tốt nhất đến khám, nàng cũng không cần nhiều chuyện. Vì thế liền hành lễ với Tô Mộ Bình rồi nói, Nhạc mẫu đại nhân, con trở về phòng trước. Sau đó xoay người về phía Tô Tử Bội, thấp giọng nói, công tử, đi thôi. Tô Tử Bội hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi. Cách nàng một khoảng rất xa, nàng đành phải không nhanh không chậm đi theo phía sau. Trở lại phòng, Thanh Phong thực tức thời đứng ở bên ngoài, Quân Nhược Thủy cùng Tô Tử Bội cũng yên lặng không nói gì. Còn chưa có ăn điểm tâm, Quân Nhược Thủy đói bụng đến váng đầu hoa mắt, liền ngồi xuống bàn bát tiên, cầm lấy ấm trà trên bàn rót một chén, há to mồm uống hết. Trà mới vừa được thay vào buổi sáng, là cực phẩm Bích Loa Xuân, hương trà mát lạnh, vào miệng vẫn còn thơm ngát. Uống như châu. Tô Tử Bội liếc nàng, trên mặt tất cả đều là khinh bỉ. Quân Nhược Thủy cũng không để ý đến, ngẩng đầu nhìn hắn nói, ta biết ngươi chỉ nói ra suy nghĩ của mình, nếu còn có chuyện gì thì cứ nói một cách ngắn gọn đi, nếu như rất dài thì không bằng chúng ta ăn điểm tâm trước rồi nói sau. Nàng sờ sờ bụng, mặt ủ mày ê nói, ta đói bụng. Tô Tử Bội trắng mắt liếc nàng một cái, vén vạt áo ngồi xuống, chỉ biết có ăn heo cũng không ăn nhiều giống ngươi, hắc hắc. Quân Nhược Thủy tự kỷ cười nói, heo cũng không xinh đẹp bằng ta. Quả nhiên Tô Tử Bội xì một tiếng bật cười, bộ dáng khi hắn cười rộ lên rất đẹp, mi mục như vẽ, rực rỡ lóa mắt, giống như đóa hồng vừa hé ra đón chờ ánh sáng trong hoa viên, trong nháy mắt làm cho nàng có chút mê hoặc, sắc phôi. Tô Tử Bội nhìn thấy bộ dạng thất thần của nàng liền phỉ nhổ, ta chỉ thuần túy thưởng thức ngươi. Nhìn dáng vẻ của hắn không có tức giận, Quân Nhược Thủy cười nói, mỹ nhân vốn là để cho mọi người thưởng thức và ca ngợi. Nói xạo, hắn hừ một tiếng nhưng trong lòng vẫn có chút hưởng thụ. Không phải là ta nói xạo, hoa viên có rất nhiều hoa đang nở, nhưng ta cũng không có khả năng hái hết toàn bộ chúng làm của riêng. Ánh trăng trên bầu trời đẹp như thế nhưng cuối cùng ta cũng không có khả năng lấy xuống mà cất chứa, đúng không? Quân Nhược Thủy nhún vai. Tô Tử Bội bị nàng trêu chọc nở nụ cười, đó là do ngươi hái không được thôi. Quân Nhược Thủy thở dài, ừ, ngươi nghĩ vậy cũng được. Vậy ta liền nói cách khác đi, ngươi tốt hơn so với ánh trăng trên bầu trời kia, oánh nhuận sáng tỏ cho dù ta muốn hái cũng vô lực, cho nên ngươi có thể yên tâm. Ngươi mặt hắn hơi hơi đỏ, thật sự là miệng lưỡi trơn tru. Trên phố nghe đồn Quân gia tam tiểu thư nhát gan dịu dàng trầm mặc ít lời, tất cả đều là giả sao? Từ trước đến giờ Quân Nhược Thủy là dạng người gì thì làm sao nàng biết được, nhưng mà bộ dáng đỏ mặt của hắn cực kỳ đáng yêu làm cho nàng nhịn không được muốn trêu chọc hắn. Nghe đồn là thêm mắm dặm muối tất nhiên là không đúng, có thể tin nhưng không thể tin toàn bộ, phải nghe hết những lời họ nói nhưng lấy hay bỏ thì nên cân nhắc. Nàng cố ý nở nụ cười, mị nhãn như tơ nhìn hắn, mặt của hắn liền đỏ giống như nhỏ ra máu, ngay cả hai bên tai cũng đều đỏ lên. Tô Tử Bội quay đầu khẽ hừ một tiếng, Quân Nhược Thủy, tốt nhất là ngươi nên an phận một chút, trước kia ta cho rằng, ngươi là kẻ ngu dốt không biết gì, hình như là đã quá xem thường ngươi rồi. Ta quả thật là ngu dốt không biết gì cả, ngươi cứ tiếp tục nghĩ ta như vậy cũng tốt, ta không ngại. Quân Nhược Thủy không quan tâm nói, nhưng tại sao gia chủ lại có thể bảo ngươi tới xin lỗi ta? Ánh mắt Tô Tử Bội thâm thúy nhìn nàng một chút thản nhiên nói, chẳng qua
là hy vọng gia hỏa vạn sự hưng mà thôi. Chính là như vậy, Quân Nhược Thủy nhíu mày có chút không tin, hình như Tô Mộ Bình không có ác ý với nàng, nhưng ánh mắt kia quá sắc bén có thể nhìn, thấu cùng hiểu rõ tất cả mọi chuyện sâu xa, có chút tính toán, có chút khát cầu. Chính là nàng có cái gì để cho nàng ta tính toán, khát cầu đâu, cho dù là toàn bộ quân gia thì nàng ta cũng không thèm đặt vào trong mắt, mà một nữ nhi vô dụng như nàng cũng chỉ là một bát nước hắt đi, gia sản, quân gia, nàng không có khả năng được chia phần, cho nên hai vị tỷ tỷ kia mới hoa tâm nộ phóng, vui vẻ ra mặt như vậy. Tô Tử Bội cũng không giải thích nhiều, sắc mặt âm trầm, đạm mạc nói. Từ nay về sau trên danh nghĩa chúng ta sẽ giả làm một đôi phu thế ân ái, ta không muốn mẫu thân phải bận tâm đến chuyện của chúng ta. Được, Quân Nhược Thủy rất phối hợp gật đầu. Như vậy mấy ngày này ngươi cứ tinh dưỡng trước đi, sau khi thương thế lành, thì bắt đầu cùng ta ra ngoài bàn. Chuyện buôn bán dù sao ta vẫn là một nam nhân, một mình bàn chuyện làm ăn ở bên ngoài vẫn có nhiều chỗ không tiện. Tô Tử Bội nhẹ nhàng thản nhiên nói, lời nói cử chỉ thể hiện sự kiêu căng, ưu việt cùng phú quý mà từ nhỏ đã được dưỡng thành. Quân Nhược Thủy nhíu nhíu mày, mặc dù không quá tình nguyện nhưng vẫn là gật đầu. Ngươi cũng không nên cảm thấy ủy khuất, bên ngoài ta sẽ trở lại mặt mũi cho ngươi. Tô Tử Bội bế nghệ liếc nàng một cái, bình thản nói, Quân Nhược Thủy khẽ cười cười, biết hắn lo lắng nàng sẽ cảm thấy mất mặt khi đi theo sau lưng một người nam nhân, mà nàng tất nhiên là không nghĩ như thế. Tình tình của nàng lười biếng nhưng lạnh lùng và thích yên tĩnh. Luôn hy vọng có một ngọn núi vững chắc để mình dựa vào, không cần phải cùng người ta hư tình giả ý. Còn có, chuyện gì muốn nói hay không? Thật sự là ta muốn ăn cái gì đó, quá đói. Nàng miễn cưỡng dựa vào bàn, bộ dáng hữu khí vô lực. Thanh Phong, nhanh chóng đi phòng bếp, mang một ít điểm tâm lại đây. Tô Tử Bội chỉnh sửa lại y phục không thèm liếc nàng một cái, mở cửa đi ra ngoài. Quân Nhược Thủy nhún nhún vai từ chối cho ý kiến. Chỉ chốc lát sau, Thanh Phong liền bưng một chén cháo trắng, vài cái bánh bột mì, một đĩa dưa muối tiến vào, đặt lên bàn trước mặt nàng, môi nhếch lên nhìn không chớp mắt cũng không nói với nàng một câu nào. Tất nhiên là Quân Nhược Thủy sẽ không để ý, tự cầm đũa gắp thức ăn mới phát hiện Thanh Phong đứng thẳng một bên, tựa hồ muốn nói lại thôi, dường như là khinh thường nói chuyện với nàng lại giống như có điều muốn nói. Quân Nhược Thủy mỉm cười, để tự hắn ta mâu thuẫn với chính mình. Tạm thời bổn tiểu thư không thèm đếm xỉa đến ngươi, thiếu phu nhân, đây là thuốc trị thương thiếu gia bảo ta đưa cho người. Rốt cuộc Thanh Phong cũng lấy ra một bình thuốc mỡ trị ngoại thương từ trong tay áo, nhẹ nhàng đặt ở một góc trên bàn, cúi đầu nói, thiếu gia phân phó tiểu nhân dặn phu nhân bôi thuốc một ngày 3 lần ở những chỗ bị thương, bôi xong sẽ thấy mát mẻ thoải mái, có thể giảm đau, không để lại sẹo. Nói xong liền nhanh chóng xoay người rời khỏi, mà nàng đang ngây ngốc, muỗng cháo đưa đến miệng cũng đã quên nuốt xuống, thật sự bất ngờ làm người ta khiếp sợ. Tô Tử Bội lại đối xử với nàng như vậy, nàng cũng không hy vọng hắn sẽ bớt chút thời gian để quan tâm tới vết thương của nàng, hơn nữa thương thế kia còn do hắn ban tặng, chỉ sợ chồn chúc tết sói cũng không có tốt lành gì. Bất quá Tô Tử Bội vẫn là thủ hạ lưu tình, phần lớn roi quất vào đồ đạc trong phòng, chân chính quất lên người nàng cũng không có nhiều, đương nhiên một phần cũng là do nàng nhanh nhẹn. Lẫn trốn rất nhanh, cởi quần áo nhìn thấy trước ngực có một vết roi thật dài, sưng đỏ nhô lên đang rỉ máu, tự mình bôi thuốc mỡ sau đó thay một kiện áo dài màu xanh, thuốc mỡ kia quả thật rất hiệu quả, chất thuốc trong suốt mang theo mùi bạc hà thoang thoảng, khi bôi lên vết thương thì đau đớn hoàn toàn biến mất, xác thực rất là mát mẻ thoải mái. Bây giờ là ngày hè nắng chói chang, nàng bất giác nhớ tới động tiên ca của Tô Thức, băng cơ ngọc cốt, thanh lương vô hạn. Chật. Tân phòng ở Tố Tâm Cư là nơi ở từ nhỏ của Tô Tử Bội, trước sau phòng ốc đều trồng thủy trúc, chuối tây, hoa lan thanh nhã mộc mạc, sở thích của Tô Tử Bội rất hợp với ý nàng. Quân Nhược Thủy đi thư phòng của Tô Tử Bội lấy vài quyển sách, sau đó bảo gã sai vặt pha một ấm vũ di, sơn đại hồng bào, trong hương trà quẩn quanh thơm ngát nồng đậm, nàng nhàn nhã dựa vào ghế thuận tay lật xem vài cuốn sách, chỉ có điều duy nhất không được hoàn mỹ. Là trên lưng của nàng có vết thương chỉ có thể nằm nghiêng, nên tay chân có chút không thoải mái. Thời gian kế tiếp Quân Nhược Thủy vẫn cứ không màn thế sự như vậy, tiếp tục cuộc sống sâu gạo mà nàng từng hâm mộ lúc trước. Nàng cảm thấy hài lòng về sự thích ứng của mình, thật sự tiêu giao thích ý, phần lớn các quản sự, sai vặt cùng nha hoàn cũng không sợ nàng,
đối với nàng cũng không bày ra sắc mặt tốt, dù sao nhà người khác, cũng là nữ tử đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình, phu lang ở nhà chăm sóc thê tử dạy con, còn nàng lại an tâm để cho phu lang che chở, không chịu làm lụng, là một nữ tử ham hưởng lạc đương nhiên phải chịu bị mọi người phỉ nhổ. Say những lúc khi ta hả hê, dưới ánh trăng vàng đừng để chén không, người đời nhìn nhận thế nào thì có quan hệ gì với nàng đâu. Nguyên văn là nhân sinh đắc ý tu tấn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, từ ngày ấy chắc là vì Tô Tử Bội cảm thấy ai nấy nên phá lệ khai ân, nàng cũng không còn phải ngủ ở trên mặt đất nữa, nhưng mà giường vẫn là cấm địa của nàng như cũ, chẳng qua nàng được phép ngủ ở trên nhuyễn tháp nhưng so với trên mặt đất, thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày nàng đều đọc sách, dạo chơi hoa viên, ăn điểm tâm, uống trà rất là nhàn nhã tự đắc, ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài dạo phố, cảm thụ một chút cái gọi là thành cổ lâm giang phồn hoa trong mắt mọi người. Sau khi thương thế lành hẳn thì nàng bắt đầu đi theo Tô Tử Bội bàn bạc, cái gọi là bàn bạc đương nhiên là, vừa vui chơi uống rượu vừa thương lượng buôn bán cùng hiện đại, cũng không có khác biệt gì. Bất quá bình thường Tô Mộ Bình hay phân phó thiếp thân nha hoàng Tử Uyên, mời nàng qua uống trà, vốn là nàng nên thường xuyên qua đó thỉnh an trưởng bối nhưng nàng lại tới từ hiện đại, đối với lễ nghi nơi này cũng không mặn mà lắm, sau khi thành hôn lại ở riêng với nhạc mẫu đại nhân cho nên, thường xuyên làm theo ý mình, gặp mặt cũng chỉ khách khí cho nên nàng cũng không thường xuyên đi di tâm cư của Tô gia gia chủ và cũng không thích ánh mắt quá mức thông suốt lợi hại của nàng ta, nhưng mà trưởng bối cho mời, làm vãn bối như nàng cho dù không muốn cũng phải đi, bất quá mỗi lần chỉ là uống trà, nói chuyện phiếm vài câu, cũng không làm chuyện khác, ví dụ như chơi cờ, đánh đàn, sắc mặt của Tô Mộ Bình vẫn như thường, tựa hồ cũng không mong chờ gì nhiều ở nàng, chẳng qua ánh mắt tinh quang nội liễm vẫn như, có như không đánh giá nàng, lúc ngồi đối diện với nhau. Quân Nhược Thủy vẫn thường nhìn thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, bộ dáng mệt mỏi, thời tiết dần dần nóng lên, nàng ta vẫn khoác thêm một cái áo mỏng, uống trà nóng, ngồi không lâu nàng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, lười nói chuyện liền trở về phòng nghỉ ngơi, Tử Uyên cực kỳ chi kỷ đứng ở bên, trầm mặc không nói gì, chăm sóc nàng ta rất cẩn thận, Quân Nhược Thủy cũng lười phải nói chuyện nhiều, dù sao kiếp trước nàng học y nhưng y thuật của nàng không được tính là tinh thông, Tô gia phú địch một phương. Tất nhiên đại phu xem bệnh cho gia chủ cũng là nhân tài kiệt xuất, nếu như nàng xen vào ngược lại trở thành múa rìu qua mắt thợ. Trạng vạng ngày hôm đó, Tô Tử Bội thu xếp thỏa đáng, thản nhiên phân phó Thanh Phong, giúp thê chủ thay quần áo, vấn tóc. Hôm nay muốn đi gặp vài vị trà thương đến từ phương Bắc, Quân Nhược Thủy liếc hắn một cái, không thể không nói nam tử ở vương triều Kim Bích đều thích trưng diện, tất nhiên sẽ rất chăm chút cho trang phục của mình. Tô Tử Bội thiên về trung tính, không dịu dàng quyến rũ bằng những nam tử bình thường nhưng mặt mày như ngọc, anh khí bức người, giơ tay nhấc chân đều tao nhã khéo léo, có một loại quý phái làm cho nàng rất là thưởng thức. Nam tử trưởng thành như vậy ở triều đại này quả thật không có nhiều người lắm. Thu hồi ánh mắt từ trên người hắn, Quân Nhược Thủy khó hiểu hỏi, tại sao đi vào lúc này, thời điểm đúng vào mùa dưa chuột kết quả. Nàng mới vừa lấy hai quả dưa chuột từ phòng bếp chuẩn bị tới tối rảnh rỗi, thì cắt lát mỏng đắp mặt, gọi ngươi đi thì ngươi cứ đi, rong dài cái gì. Hắn trách mắng, nhăn mặt nhăn mày, ẩn ẩn một chút giận dữ cùng không kiên nhẫn. Tôn thần này, hôm nay nàng cũng chưa có trêu chọc hắn mà, chau chau mày. Quân Nhược Thủy cũng không nói nhiều, tùy ý để cho Thanh Phong trang điểm cho nàng. Ai kêu hắn là cơm áo cha mẹ của nàng làm chi, màn đêm buông xuống. Quân Nhược Thủy cùng với Tô Tử Bội ngồi trên xe ngựa đã sớm chờ ở trước cổng, xe ngựa nhanh chóng chuyển động chắc là hướng về phía tiểu lâu của Lâm Giang Thành, chẳng qua lúc này ăn cơm thì có vẻ hơi muộn một chút. Tô Tử Bội dựa vào đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần, thần thái bình thản, tựa hồ cùng cái người không kiên nhẫn cùng phiền chán lúc trước không có liên quan. Quân Nhược Thủy có chút tò mò nhìn hắn, suy nghĩ trong lòng, ước chừng khoảng một nén nhang xe ngựa liền dừng lại. Tô Tử Bội cũng mở mắt, nhất thời trong xe ánh sáng lóe lên, mắt của hắn tối đen như hắc diệu thạch, thâm u như hồ sâu, ánh mắt lưu chuyển giống như ngôi sao lấp lánh cùng ánh sáng đèn đuốc có vẻ cực kỳ rực rỡ. Hắn liếc Quân Nhược Thủy một cái, Quân Nhược Thủy lập tức phản ứng, đứng dậy xốc màn xe, nhảy xuống xe ngựa sau, đó quay người trở lại. Thanh Phong đã nhấc màn xe lên, nàng vươn tay nắm lấy tay của Tô Tử Bội. Hắn thản nhiên nhảy xuống xe làm cho nàng không khỏi cảm thấy cảm thán,
phong phạm tao nhã như vậy nàng bắt chước không được. Vào đi thôi, Tô Tử Bội thấp giọng nói. Ừ, Quân Nhược Thủy gật đầu, lúc này ngẩng đầu nhìn Tiểu Lâu trước mắt. Túy Thanh Phong, rất văn nhã, Tô Tử Bội liếc nàng một cái, trách mắng, nhiều lời, Quân Nhược Thủy bĩu môi, bất quá cảnh tượng tiếp theo, làm cho nàng sợ ngây người. Một nam tử trên mặt dày đặc son phấn vặn vẹo vòng eo quyến rũ cười tiến lên đón, hai tay choàng lên vai nàng. Ai nha, đây là tiểu thư nhà nào lại xinh đẹp động lòng người như vậy, có cần ta theo cùng nàng không? Vừa nói thân thể nồng nặc mùi son phấn của hắn ta liền dán chặt trên người nàng, cặp mắt xinh đẹp yêu mị nghi hoặc nhìn nàng. Nàng liền thông suốt nơi này gọi là kỹ viện, nam tử này chính là tiểu quan, nàng kinh ngạc nhìn Tô Tử Bội chỉ. Thấy hắn đang căm tức nhìn nàng, tức giận trong mắt không khống chế được dâng lên, nàng lại chọc giận hắn sao, tiểu thư, ta cùng nàng có được hay không? Giọng nói mềm mại đến tận xương phả nhẹ vào bên tai, nhất thời Quân Nhược Thủy liền hiểu tức giận của Tô Tử Bội từ đầu mà đến, lập tức đẩy tám cái xúc tu bạch tuộc của nam tử trẻ tuổi đang bám trên người nàng ra, phủi sạch quan hệ, tiểu thư. Nam tử kia đáng thương nhìn nàng, đôi mắt trong veo như nước như khóc như tố. Cáo, gương mặt buồn bã, cái đó, Quân Nhược Thủy ngượng ngùng muốn nói gì đó lại bị Tô Tử Bội kéo lấy tay nàng, sắc mặt lạnh nhạt, thô lỗ dắt nàng đi phía về Túy Thanh Phong, xung quanh còn có rất nhiều tiểu quan đang lôi kéo các nữ tử, oanh thanh yến ngữ, giọng nói mềm mỏng, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập đủ loại màu sắc. Chủ lâu của Túy Thanh Phong càng thêm xanh vàng rực rỡ, so với bất kỳ tiểu lâu nào mà gần đây nàng đi theo hắn cũng lớn hơn, rất hào hoa. Nàng không khỏi suy nghĩ tất cả đều là xa xỉ thối nát, tiểu trì nhục lâm các loại, sau đó liền cau mày, tại sao hắn lại lựa chọn chỗ như vậy, dĩ nhiên nàng cũng không ngại biết một chút, mặc dù bị hắn kéo đi, bước chân có chút loạng choạng như, cũng không trở ngại việc nàng mở to cặp mắt tò mò nhìn trang trí bày biện nơi này, như cũ, đúng là có tất cả các sắc thái mỹ nam, hoàn phì yến gầy, đủ loại phong tình, thật sự làm mê đắm mắt người khác. Tay chợt bị siết chặt một cái, lực đạo được khống chế vô cùng tốt, không đến nỗi rất đau nhưng cũng đủ để cho nàng nhe răng trợn mắt. Nàng trừng mắt nhìn về phía hắn, không vui nói, làm gì vậy, không cho nhìn, giận dữ dâng lên trong mắt hắn, hung tợn nói, ngươi dám làm cho ta mất thể diện ở chỗ này, về nhà Nhuyễn Tiên phục vụ, rõ ràng là ngươi dẫn ta tới, chỉ cho phép quan phóng hỏa không cho dân chúng rốt đèn. Chống lại hàn quang trong đôi mắt như hắc rượu thạch của hắn, Quân Nhược Thủy không khỏi hụt hơi, nhớ tới tư vị của Nhuyễn Tiên quả thật là không tốt lắm, tính toán một chút, không thèm chấp nhận với hắn. Vâng, lời của công tử ngài chính là miệng vàng lời ngọc, tiểu nữ nhất định tuân theo. Nàng nháy mắt, quyết định đại nhân đại lượng, đi vào một gian phòng bao xa hoa, chỉ thấy ba nữ tử mặc hoa phục đang ôm tiểu quan mềm mại không xương, mị nhãn liếc qua, bừa bãi trêu chọc. Chính xác là thanh sắc khuyển mã ngợp trong vàng son, từ lúc sinh ra đến giờ lần đầu, tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng như vậy, thoáng một cái mặt liền đỏ, thấy Tô Tử Bội cùng Quân Nhược Thủy đi vào, ba nữ tử nhìn Quân Nhược Thủy cười cười thâm ý, tay còn sờ loạn bên trong áo của tiểu quan, trêu chọc làm cho người bên cạnh nhẹ nhàng thở hổn hển, ánh mắt mê ly mà mị hoặc. Tô lão bản, vị này chính là thê chủ của ngươi sao, ngược lại dáng vẻ rất xinh đẹp ngay thẳng. Một cô gái mày rậm mắt to, bả vai rất tròn, cao lớn thô kệch đánh giá Quân Nhược Thủy, từ trên xuống dưới, khinh thường nói. Tô Tử Bội thong dong ngồi xuống, dùng ánh mắt ý bảo Quân Nhược Thủy ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ mỉm cười nói, vương lão bản quá khen, bất quá chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi. Quân Nhược Thủy dịu dàng ngồi xuống, khéo léo mỉm cười xinh đẹp, nữ tử ngồi ở giữa mắt nhỏ. Lông mày nhỏ, vóc dáng trung bình cũng nhìn Quân Nhược Thủy chậm rãi mở miệng, thường nghe người ta nói Tô lão bản thú một thê chủ dịu dàng, xem ra cũng không phải là giả, phúc khí của Tô lão bản thật tốt, vừa nói vừa hài hước quan sát sắc mặt của Quân Nhược Thủy, dĩ nhiên trên mặt Quân Nhược Thủy vẫn là thản nhiên, mỉm cười như thường. Tô Tử Bội cũng bất động thanh sắc nói, Lý lão bản khách khí, Tô phu nhân, tại sao ngươi lại không nói chuyện? Nữ tử gầy gầy bên phải cũng nói, mắt to lạnh nhạt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, bên ngoài phu quân ta làm chủ là được, đối với chuyện trên thương trường có thể nói một chữ ta cũng không biết, nếu nhiều lời ngược lại sẽ trái với ý định của hắn. Quân Nhược Thủy mỉm cười khiêm tốn nói, dĩ nhiên cũng là nói thật, không biết Tô Tử Bội có cảm thấy hài lòng không,
ha ha ha, Vương lão bản cất tiếng cười to đứng lên, đối diện với hai người nói, hóa ra là như vậy, thế nhưng ta lại thấy thê chủ của Tô lão bản dịu dàng chăm sóc Tô lão bản, như là tính mệnh đấy, tới, uống rượu, Lý lão bản cũng cười lớn nói, sáng nay có rượu sáng nay say, mỹ nhân, như nguyệt soi lòng ta, ha ha, Tô tử bội rót đầy rượu cho nàng, cũng rót cho mình một chén đầy, cười nhạt nói, hôm nay uống cho thống khoái đi, vui chơi thật cao hứng, các vị, mời, Tô lão bản thật là hào sảng, quả thật là nam trung hào kiệt, Lý lão bản cười nói, lại nhìn Quân Nhược Thủy một chút, tại sao Tô phu nhân lại không uống, cái này không thể được, thật làm mất mặt mũi nữ nhân chúng ta, tới tới tới, mau rót đầy đi, Quân Nhược Thủy bận rộn từ chối, tửu lượng của Quân Mỗ rất kém, lấy trà thay rượu thì thế nào, không được, mặt mày Tô phu nhân mỏng như vậy là không được, Vương lão bản lập tức phủ quyết một nữ nhân tại sao lại ngượng ngùng như vậy, tới, mau uống một chén, Quân Nhược Thủy cười khổ, ánh mắt liếc về phía Tô tử bội đang nhàn nhã hóng mát ở bên cạnh, vốn nàng cho rằng hắn sẽ giúp nàng giải vây ai ngờ hắn lại bỏ đá xuống riêng. Lạnh lùng nói, uống thì uống đi, nữ nhân thì phải hào khí can vân giống như Vương lão bản các nàng, Vương lão bản lập tức tươi cười rạng rỡ, vậy ngươi thú nàng ta đi, cưới ta làm gì, Quân Nhược Thủy quả thật là tức tới học máu, nhớ tới hôm xuyên không đó, cũng bởi vì uống say nên mới không biết tại sao lại đến nơi này, hôm nay, nhìn rượu nồng hương thơm nhưng lại hơi có chút sợ hãi, có thể có chuyện tương tự như vậy phát sinh hay không. Nàng còn có thể quay trở về hay không, trở về bên cạnh hắn, nữ tử bên phải giơ cao ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, nhìn chất lỏng lắc lư ở trong chén, từ từ nói, không uống cũng được, không bằng phu nhân cũng tìm một tiểu quan, chúng ta cùng nhau vui vẻ. Vương lão bản lập tức vỗ tay tán thành nói, đúng vậy, nữ nhân tới nơi này mà không tìm tiểu quan thì quả thật không thú vị, Dương Nhứ, ngươi suy nghĩ rất chu đáo, Tô lão bản sẽ không có ý kiến gì chứ. Nữ nhân mà, tầm hoan mua vui, gặp dịp thì chơi là chuyện bình thường, Tô lão bản nổi bật bất phàm như vậy nhất định không phải là một nam tử hay đố kỵ, sắc mặt của Tô tử bội lập tức có chút khó coi, bất quá hắn vẫn làm như không quan tâm mà nói, chuyện của thê chủ làm sao ta có thể xen vào, nếu Tô lão bản đã nói như vậy thì Tô phu nhân, hôm nay người hãy tận hưởng nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng đi, nữ tử tên là Dương Như nhỏ giọng, tựa tiếu phi tiếu nói. Thịnh tình của các vị lão bản Quân Mỗ xin ghi nhận, Quân Nhược Thủy uống một hơi cạn sạch, tại hạ xin uống hết một chén cảm tạ các vị, đường xa đến đấy, hôm nay chủ yếu tới Tuy Thanh Phong này là vì các vị đón gió tẩy trần, vốn dĩ Quân Mỗ vô tâm với chuyện trăng gió, hảo ý của các vị Quân Mỗ xin cảm ơn, ha ha, có phải vì có Tô lão bản ở chỗ này nên ngươi không dám phải không, Dương Như liếc nàng một cái, cười nhạo nói. Tô lão bản cũng đã lên tiếng không xen vào mà ngươi còn không dám sao, nàng lại không phải là người không muốn sống, nếu thật sự đi tìm tiểu quan về nhà còn có thể trải qua ngày tốt. Sao, đoán chừng Nguyễn Tiên lại có đất dụng võ, hơn nữa nhìn mấy nam tử nũng nịu ỏng ẹo, liệu yêu đạo tơ, mềm mại đáng yêu kia nàng liền cảm thấy lạnh, da gà rớt đầy đất, Dương lão bản nói đùa, Quân Nhược Thủy hơi mỉm cười nói, không phải là dám hay không dám, quan trọng là... Muốn hay không muốn, chẳng qua ta chỉ có một ước nguyện là, nguyện phải lòng một người, bạc đầu không phân cách. Hôm nay đã thành thân cùng tử bội, tâm nguyện trọn vẹn, tất nhiên là muốn bạc đầu. Giai lão, vĩnh viễn không rời, ba nữ tử ở đối diện đều sửng sốt, chắc là chưa từng bao giờ nghe qua những lời như vậy. Ngay cả Tô tử bội cũng có chút ngẩn ngơ nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy tính toán mưu toan thường ngày như có điều suy nghĩ, lấp lánh chói mắt cùng nóng bỏng. Sau đó Dương Như liền phá vỡ trầm mặc, cười nói, Tô phu nhân nói như vậy chỉ sợ là nghĩ một đằng làm một nẻo thôi, cõi đời này làm gì có nữ tử nào trung tình như vậy, cuộc sống tất nhiên là hữu tình, yêu hận không liên quan cùng năm tháng, Quân Nhược Thủy bình tĩnh thong dong trả lời, nữ tử si tình luôn luôn có, mọi chuyện đều không thể vơ đũa cả nắm được, ha ha, xem ra Tô phu nhân tự cho mình là tình thánh rồi. Dương Như châm chọc nói, Vương, Lý hai vị lão bản cũng làm ra vẻ hiểu rõ, chẳng qua cảm thấy Quân Nhược Thủy khuất phục dưới dâm y của Tô tử bội, nên không dám mà thôi, mặc kệ các nàng ta nghĩ như thế nào chỉ cần Tô tử bội, không hiểu lầm nàng có sắc tâm là, được, Quân Mỗ không dám,
cuộc sống ngắn ngủi, chẳng qua Quân Mỗ chỉ hy vọng cùng người mình yêu nắm tay đến già mà thôi. Dĩ nhiên cũng có người cảm thấy cuộc sống ngắn ngủi nên tận tình hưởng lạc, nhưng chẳng qua vui vẻ đối với ta mà nói không bằng cùng người yêu chung sống đến già. Không nói những thứ này nữa, hôm nay các vị cao hứng không bằng nâng cốc chúc mừng, tới, các vị, mời. Cả đêm chuyện buôn bán cũng không nói nhưng ngược lại rượu uống không ít, đến cuối cùng Quân Nhược Thủy có chút hỗn loạn mơ màng, nhưng vẫn tự nhéo mình một cái cố hết sức giữ thanh tĩnh, để một mình Tô Tử Bội tại nơi này nàng không yên lòng, nơi này đều là nữ nhân mạnh mẽ như hổ. Nàng nhích lại gần Tô Tử Bội, nhẹ nhàng nói, công tử, chúng ta đi thôi, ta nghĩ mình chống đỡ không nổi nữa. Nhất định là nàng uống say, nếu không tại sao lại thấy được ánh sáng dịu dàng trên gương mặt luôn lạnh như băng của hắn. Vương lão bản, Lý lão bản, Dương lão bản, hôm nay sắc trời đã tối, thê chủ của ta cũng say rồi, chúng ta xin cáo từ trước, các vị cứ ở chỗ này chơi cho tận hứng, tất cả đều tính cho Tô Mỗ để tận đạo làm chủ mời khách. Tô Tử Bội đứng dậy vỗ vỗ vạt áo, mỉm cười đối với ba người đang ôm tiểu quan kia. Đã sớm rượu không say mà người tự say từ lâu rồi, Tô lão bản đi thong thả, ngày khác ta làm chủ, mời Tô lão bản cùng Tô phu nhân cùng ăn một bữa cơm. Vương lão bản qua loa lấy lệ, tất nhiên là hy vọng những người không quan hệ mau chóng rời đi, được, ngày khác gặp lại. Tô Tử Bội hơi vái chào, sau đó đỡ Quân Nhược Thủy đứng dậy rời đi. Bước chân của Quân Nhược Thủy lảo đảo, phảng phất giống như dẫm lên một lớp vải bông. Cứ 10 bước cao lại có một bước thấp, ngã trái ngã phải, Tô Tử Bội đành phải ôm chặt nàng, để cho nàng tựa vào trên vai hắn, người hắn rất sạch sẽ lại có một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái ở trong ngũ vị son phấn, cũng không có cách nào lẫn lộn được giống như hoa sen gần bùn mà, chẳng hôi tanh mùi bùn. Đột nhiên hai người đụng phải một nữ tử tới tầm hoan, nàng ta đắm đuối nhìn sang, càn rỡ bừa bãi quan sát Tô Tử Bội giống như nhìn tiểu quan đầu bài xinh đẹp. Quân Nhược Thủy theo bản năng ngăn hắn ở phía sau, bắp thịt cả người căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân như lang như hổ kia, ý bảo đây là nam nhân của nàng, là lãnh thổ của nàng, đừng có mơ nghĩ cách chạm vào. Đi qua những oanh oanh yến yến mặt hoa da phấn cùng người người khách quan ngồi yên hưởng thụ kia, rốt cuộc bọn họ cũng tới cửa. Thanh Phong đang chờ ở trước xe ngựa, Quân Nhược Thủy nói với người bên cạnh, ngươi tự mình lên trước đi, đầu ta choáng váng kịch liệt, tự lo cho mình cũng không xong. Vừa nói nàng vừa không có hình tượng dùng cả hai tay hai chân leo lên xe ngựa, ý thức miễn cưỡng chống đỡ này giờ vào thời khắc này liền đình trệ, mí mắt nàng đã sớm không nhịn được mà rũ xuống, lâm vào trong một mảnh đen tối ngọt ngào, trong mơ hồ dường như nàng trở lại cái thế giới nhà cao chọc trời, xe cộ san sát, trai thanh gái lịch đi lại đầy đường, nàng nhìn thấy gương mặt anh Tuấn, mà mình đã từng yêu say đắm đang cười rực rỡ như ánh mặt trời. Lâm Tuấn, Lâm Tuấn, nàng thấp giọng lẩm bẩm gọi tên hắn, cái tên mà nàng đã từng cảm thấy chỉ cần kêu cũng cảm thấy hạnh phúc như có toàn bộ thế giới, hôm nay lại làm cho lòng nàng đau như cắt. Lâm Tuấn, Lâm Tuấn, nàng rên nhẹ, nước mắt tuôn rơi như mưa, ánh trăng như nước, lặng lặng chiếu vào trong thành Lâm Giang. Phảng phất làm cho cả tòa thành được bao bọc trong một tầng lụa mộng ảo, các quán nhỏ ven đường đã dọn dẹp, đóng cửa, ánh trăng hòa thuận vui vẻ, tiếng người ở xa xa vọng lại nghe có vẻ yên tĩnh an tường. Trên con đường lát đá rộng rãi, một chiếc xe ngựa hoa lệ đang chạy qua, tiếng vó ngựa trầm trầm càng làm cho bóng đêm lộ ra vẻ yên tĩnh sâu xa vốn có. Tô Tử Bội dựa lưng vào đệm mềm bên trong xe ngựa, mượn ánh trăng sáng từ ngoài cửa xe chiếu vào để quan sát nữ tử say khướt đang nằm nghiêng trên đệm mềm ở bên cạnh, ánh mắt thâm thùy khó lường dần dần trở nên nhu hòa, một câu nguyện phải lòng một người, đầu bạc không phân cách kia đã đánh trúng chỗ mềm mại trong đáy lòng hắn, lúc còn tầm bé hắn cũng đã từng khẩn cầu trông mong, hy vọng có thể gặp một nữ tử trung tình như vậy, có thể có một tình yêu trọn vẹn không sứt mẻ, không chia sẻ cùng người, mãi mãi không rời xa giống như Quân Nhược Thủy nói nắm tay nhau tới bạc đầu. Từ nhỏ lớn lên đã thấy nhiều nữ tử bao gồm cả mẫu thân, ở bên trong không có người nào là không hoa tâm đa tình, có lẽ là hắn đã yêu cầu quá cao, ở trong xã hội tam phu tứ lang này, duy nhất là hy vọng quá xa vời, chỉ có thể tồn tại ở trong ảo tưởng, cho nên hắn muốn cố gắng tự lập không cần phải tồn tại phụ thuộc vào nữ tử, hắn không muốn làm nam nhân trong vô số nam nhân của một nữ tử, cho đến một ngày hắn gặp được nàng ta, một nữ tử oai hùng hiên ngang, ưu nhã cao quý, khí độ bất phàm,
phảng phất cao cao tại thượng giống như thần linh, không có gì không làm được, chỉ cần nàng ta khẽ mỉm cười với hắn hoặc là vô ý nâng nhẹ khóe môi, thì hắn sẽ giống như làm việc nghĩa không chùn bước, cố gắng tiến về ngọn lửa sáng ngời kia, cho dù mình có bị tổn thương cũng không thương tiếc. Hắn không ngừng đè nén kiêu ngạo cùng tùy hứng, không ngừng ủy khuất đón ý nói hồ với nàng ta, thì lại phát hiện hóa ra nàng ta không thể cho hắn tình yêu cùng hạnh phúc mà hắn luôn mong muốn. Hắn dứt khoát quyết tuyệt, cố chấp thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành, chỉ chiếm được mấy phần trong tình yêu, cùng người ta chia sẻ hạnh phúc thì là tình yêu không trọn vẹn. Hắn tình nguyện bị thương cũng không muốn bất cứ tì vết nào. Lâm Tuấn, Lâm Tuấn, nàng đang ngủ say liền cau mày, nức nở lẩm bẩm tên một người nam nhân, khóe mắt tràn lệ tiết lộ đau thương trong lòng nàng. Tô Tử Bội kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa mà có chút tang thương, thì ra lời nàng nói, nguyện phải lòng một người, đầu bạc không phân cách, nắm tay nhau tới bạc đầu, đều không phải là nói với hắn mà nói với người kia trong lòng nàng. Hắn cau mày, sắc mặt trầm xuống, vết thương trong lòng chưa từng kết vảy lại mơ hồ đau làm, cho hắn co lại thành một đoàn trong xe ngựa, đau đến không kìm chế được. Đến tột cùng là người nào lại có thể làm cho một nữ tử, như nàng yêu đến chấp nhất như vậy, khi quân nhược thủy tỉnh, lại thì trời đã sáng choang, ánh sáng giữa hè chiếu vào cửa sổ, bên trong phòng khí nóng bức người, nàng mặc áo lót màu trắng nằm trên tháp mềm bên cạnh cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trên người nàng khó tránh lại nóng tới mồ hôi chảy ròng ròng như vậy, nàng dở khóc dở cười, Tô Tử Bột thật là nhẫn tâm để cho nàng phơi dưới ánh mặt trời như vậy. Nàng vất vả lắm mới dùng dưa leo dưỡng, cho da mặt trắng lên một chút lại bị phơi nắng đến đen lại rồi, tối hôm qua, làm sao trở về nàng cũng không nhớ rõ, ký ức cuối cùng chính là trèo lên xe ngựa, cả người mềm nhũn té ở trong xe, toàn thân không có một chút sức lực, ngay sau đó ý thức cũng mơ hồ, nàng cau mày, hai tay chống lên tháp ngồi dậy, đầu liền cảm thấy choáng váng, lần đầu tiên biết say rượu nhức đầu là như vậy, lần trước còn chưa kịp cảm thụ đã over. Nàng nheo mắt đẩy cửa sổ ra, nhìn mặt trời chói chang đang nhô lên cao, đại khai cũng gần 10 giờ, trong bụng bắt đầu ồn ào ầm ĩ, nạn đói liền kéo tới, nàng đứng dậy đổi một váy dài màu xanh sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, mới vừa đi ra liền thấy một gã sai vặt cung kính chờ ở cửa, thấy nàng mở cửa lập tức nói, thiếu phu nhân, thiếu gia phân phó tiểu nhân chờ ở nơi này, khi phu nhân tỉnh, thì nói trước tiên uống hết bát canh giải rượu sau đó mới dùng điểm tâm. Quân Nhược Thủy có chút kinh ngạc, từ khi nào thì Tô Tử Bội thoáng lộ ra ôn nhu đối với nàng, trong chuyện này nhất định có kỳ lạ, vô sự lấy lòng, không phải kẻ gian cũng là trộm cắp, xin thiếu phu nhân ở trong phòng chờ, tiểu nhân đi nhà bếp bưng canh giải rượu đến, gã sai vặt vừa nói vừa lui xuống, cũng tốt, mặt trời độc như vậy nàng cũng không muốn ra khỏi cửa, nàng thích bạch tuyết công chúa, không muốn bị phơi nắng thành hắc thán đầu. Xoay người đi vào nằm trên tháp, tùy tiện rút một quyển sách ra xem, hắc hắc, không nghĩ tới Tô Tử Bội cũng thích xem những thứ đồ này, đây không phải là tiểu thuyết tài tử giai, nhân sao, vô cùng nhạt nhẽo, tình tiết cũng rất đơn giản nhưng theo Thanh Phong, nói cái này rất là thịnh hành ở vương triều Kim Bích. Quân Nhược Thủy nhìn quyển truyền kỳ tiểu thuyết có tên là Liễu Tâm Truyền, cười khúc khích ra tiếng, rốt cuộc nàng cũng tìm được đường phát tài rồi, trên dưới 1000 năm văn hóa Trung Quốc. Nhân văn lịch sử, thần thoại truyền thuyết, có bao nhiêu chuyện xưa để mà kể, nàng có nói cả đời cũng không hết được, tiếng gõ cửa vang lên, thiếu, phu nhân, gã sai vặt vừa rồi nhỏ giọng hỏi thăm, vào đi, nàng ngưng cười, giả bộ ngay thẳng, vạn nhất mất mặt, thì nàng cũng không quan tâm nhưng nhất định Tô Tử Bội sẽ không để cho nàng sống tốt, uống qua canh giải rượu, ăn xong điểm tâm phong phú, nàng tiếp tục nằm trên tháp tĩnh dưỡng. Thật ra thì mấy ngày này, nàng phát hiện hậu viện Tô Phủ có một cổ vận các, thi thư được cất giấu trong đó rất nhiều, nghe nói là đại thiếu gia Tô Tử Khâm trước khi xuất giá lưu lại. Lúc Tô Tử Khâm còn nhỏ đã yêu sách thành si, sưu tầm, đọc đủ loại thi thư, nếu là nữ tử nhất định có thể để danh bảng vàng. Hôm nay Tô Tử Khâm đã xuất giá nhưng cổ vận các vẫn như cũ, mỗi ngày đều có sai vặt nha hoàn quét dọn. Mấy năm đều như một ngày, sáng sủa sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, nam tử biết chữ ở vương triều Kim Bích rất ít, nếu có thì cũng là nhà phú quý, học ít chữ, đọc chút thi thư liền coi như là tài tử, sau này gả cho người đều một lòng một dạ tranh giành.
sùng ái của thê tử, ngược lại người thật lòng yêu sách lại rất ít. Tinh lực của Tô gia gia chủ Tô Mộ Bình đều đặt tại gia nghiệp, không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đọc sách. Hơn nữa gần đây thân thể bị bệnh nhẹ luôn nghỉ ngơi tại Di Tâm Cư. Từ khi Tô Tử Bội cùng Quân Nhược Thủy thành thân đến nay liền giao ra gia nghiệp, chuyện lớn nhỏ đều do Tô Tử Bội toàn quyền xử lý, làm cho Tô Tử Bội càng thêm bận rộn. Nói nhiều như vậy cũng chứng tỏ ở Tô gia nàng là một người rảnh rỗi, có nhiều thời gian để đi cổ vận các đọc sách. Dù sao Tô Tử Bội cũng không có cấm nàng đi lung tung và cũng không có nói cổ vận các là cấm địa. Thi thư ở cổ vận các phong phú ngoài dự liệu của nàng, không chỉ tiểu thuyết, văn xuôi, thần thoại truyền thuyết, cũng có cả sách dạy nấu ăn, y liệu, bách khoa xã hội, trồng trọt nông nghiệp các loại. Nhất định đại ca Tô Tử Khâm của Tô Tử Bội là người vừa có một bụng thi thư vừa xinh đẹp động lòng người. Thời điểm không cần theo Tô Tử Bội ra ngoài bàn chuyện làm ăn thì Quân Nhược Thủy liền tới cổ vận các đọc sách. Có lúc nàng sẽ lấy vài quyển mang về phòng, nhưng đại đa số đều ngồi trên sàn nhà cổ vận các mà đọc, dựa lưng vào tủ sách, tiện tay lật, thuận tay nhìn, an tĩnh không tiếng động cũng không có người nào quấy rầy, rất là thích ý. Có rất nhiều sách thuốc trung y hiện đại có cùng nguồn gốc với sách thuốc ở đây, chẳng qua là phương pháp chữa bệnh ở đây được ghi chép vô cùng dễ hiểu, có lẽ là do kiến thức cùng tài nghệ chưa được cao. Có một quyển sách rất giống với bản thảo cương mục của Lý Thị Trần, hình dáng dược thảo, công dụng chức năng được miêu tả cực kỳ cặn kẽ, tự tại, ở hoa viên Tô gia có chút không màng thế sự, làm cho nàng có chút cảm giác mình là thế ngoại cao nhân. Chuyện buôn bán với ba trà thương kia nàng cũng chưa từng hỏi một câu, quân tử phòng chuyện chưa xảy ra, không tham gia vào vấn đề khi đang có hiểm nghi, nếu hỏi chỉ sợ Tô Tử Bội sẽ hoài nghi nàng, nhớ thương tài sản Tô gia của hắn. Thiếu phu nhân, ngoài cửa có một vị vương phu nhân cầu kiến, gã sai vặt giữ cửa chạy tới thông báo. Quân Nhược Thủy đang nằm trên chiếc ghế dựa bằng trúc, dưới giàn hoa tử đang nhàn nhã đọc sách, ngưng thần suy nghĩ một chút, ở chỗ này hình như nàng không có bằng hữu, không khỏi nghi ngờ hỏi, vương phu nhân nào? Nàng nói mình có uống rượu với thiếu phu nhân ở Túy Thanh Phong. Gã sai vặt vừa nói vừa len lén nhìn Quân Nhược Thủy, không phải là thiếu phu nhân lặng lẽ ra ngoài cùng người ta uống hoa tửu chứ, chẳng lẽ là trà thương vương lão bản ở phương Bắc? Quân Nhược Thủy hơi suy nghĩ một chút nói, cho nàng ta vào đi. Chỉ chốc lát sau tiếng cười hào sảng của vương lão bản từ xa xa truyền tới, Quân Nhược Thủy khẽ mỉm cười, đã sớm chuẩn bị một bình trà lâm giang bạch cúc, lặng lẽ đợi ở dưới giàn hoa tử đằng. Ha ha, Tô phu nhân thật là hăng hái. Vương lão bản cười ha ha đi tới rất tùy ý ngồi trên ghế tre đối diện với nàng, nâng chung trà lên uống. Quân Nhược Thủy nhìn dáng vẻ tùy ý không kiềm chế được của nàng, cũng không nhịn được cười phá lên, mỗi lần ta uống trà, như vương lão bản tướng công nhà ta sẽ lắc đầu nói ta uống như trâu, uống trà không phải là để giải khát sao, ta là một nữ tử lỗ mãng không làm được những chuyện phong hoa văn nhã đó. Vương lão bản lại tự mình rót một ly trà, khổ não nói. Trà hoa cúc này mùi cũng không tệ lắm, chính là cái ly nhỏ một chút, có chút phiền toái. Quân Nhược Thủy nghe thấy cười lớn, vậy đổi cho vương lão bản một cái ly lớn hơn nhé, thế nào? Thôi, chấp nhận đi, dù sao ta tới cũng không phải vì uống trà. Vương lão bản cười nói, còn chưa tự giới thiệu với mình với Tô phu nhân đi, kẻ hèn này tên là Vương Hân, hy vọng được cùng Tô phu nhân kết giao bằng hữu. Tô phu nhân có nguyện ý hay không, nói một cái cho thống khoái đi, ta là người phương Bắc, không thích quanh co lòng vòng, Vương Hân này là một người không có nhiều kiến thức, là người thô lỗ nhưng nàng ta đủ thẳng thắn, người như vậy làm ăn chỉ cần lấy chữ tín là đủ thắng rồi, cùng nàng ta kết giao, cũng không phải là chuyện xấu, huống chi cũng không tiện đánh vào mặt mũi của người ta. Trong lòng Quân Nhược Thủy hơi cân nhắc một chút, mỉm cười gật đầu nói. Nếu Vương Đại Tỷ đã coi trọng Nhược Thủy tất nhiên là Nhược Thủy nguyện ý rồi, Vương Hân thật cao hứng rồi, ta lớn tuổi hơn so với ngươi, ngươi kêu ta một tiếng Đại Tỷ cũng không quá đáng, chẳng qua hôm nay vội vàng tới nên quên không đem lễ vậy ra mắt cho Nhược Thủy, đây là Vương Đại Tỷ không phải rồi, kết giao bằng hữu tốt thì cần gì những thứ hư lệ kia. Quân Nhược Thủy nhẹ nhấp một ngụm trà hoa cúc, ngọt lành mát lạnh, ánh mắt sáng lên. Cực phẩm lâm giang bạch cúc của Tô gia vô cùng nổi danh ở vương triều Kim Bích, sản lương năm nay chỉ có mười mấy cân trừ bỏ tiền cống cho hoàng cung còn dư lại, cũng chỉ để cho mình uống. Cho dù có tiền tuyệt đối, cũng không mua được, thế mà cái người Vương Hân này lại còn ngại ly nhỏ.
nói cũng phải, Vương Hân gật đầu một cái, bất quá đây là chuyện vui mừng, không bằng ta làm chủ mời muội đi tiểu lâu Kim Chiêu Túy ăn một bữa, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ chốc lát sau, Quân Nhược Thủy liền cùng Vương Hân đi ra ngoài, ngày gần giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt, trên đường cũng ít có người qua lại, hôm nay Hân tỷ cố ý đến tìm Nhược Thủy sao? Quân Nhược Thủy thử dò xét hỏi. Vương Hân cười hào sảng nói, hôm nay cùng Tam thiếu gia bàn chuyện buôn bán xong, đi ngang qua Tô phủ, đột nhiên nhớ lại mấy ngày trước đây, muốn mời Tô phu nhân một bữa tiệc liền đường đột bái phỏng. Huống hồ ta cảm thấy muội là một người rất đặc biệt nên muốn kết giao bằng hữu. A, Quân Nhược Thủy ôn hòa cười cười hỏi, muội đặc biệt như thế nào? Nhược Thủy, muội không cảm thấy những lời muội nói hôm đó rất đặc biệt sao? Vương Hân cũng tò mò quan sát nàng, thử hỏi có nữ tử nào không trái ôm phải ấp tam phu tứ lang, tại sao lại có một nữ nhi si tình như muội chứ? Quân Nhược Thủy cười cười cũng không trả lời. Bối cảnh văn hóa bất đồng liền tạo ra quan niệm cuộc sống bất đồng, cũng bất đồng trong tình yêu, nàng chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu một người, không có cách nào phân tâm được cả cho dù đã từng vì yêu một nam nhân, mà thương tích khắp người. Thật ra thì vừa mới bắt đầu tỷ cũng giống như Dương, như cho rằng muội khất phục tam thiếu gia cường hãn bá đạo, bất quá sau khi hồi tưởng lại thì cảm thấy ánh mắt của muội trong suốt tinh khiết không giống như đang diễn trò cho người khác nhìn. Vương Hân cười ha ha một tiếng rất tự tin nói, buôn bán nhiều năm, ánh mắt của tỷ rất chính xác, sẽ không nhìn lầm, thú được thê chủ như vậy, tam thiếu gia quả thật là có phúc, Hân tỷ đang giễu cợt muội đi. Mọi người trong thành Lâm Giang đều chê cười muội là người ăn bám còn nói, muội là tiểu bạch kiểm đấy. Quân Nhược Thủy nửa thật nửa giả nói, hình như tỷ thấy muội cũng không để ý chút nào. Vương Hân liếc nàng một cái. Nhược Thủy, tính tình bình thản này của muội quả thực rất thích hợp với tam thiếu gia. Quân Nhược Thủy cười nhạt, chỉ sợ cả đời này Tô Tử Bội cũng không nghĩ như vậy. Vừa nói chuyện một chút đã tới Kim Chiêu Túy tiểu lâu, khí trời nóng bức, buôn bán của tiểu lâu cũng không được tốt lắm. Quân Nhược Thủy cùng Vương Hân vừa bước vào, cửa tiểu nhị đang ủ rủ ngồi ở một bên liền tỉnh táo lại, nở nụ cười đầy nhiệt tình tiến lên đón, dẫn các nàng đi lên gian phòng bao gần cửa sổ ở lầu 2. Nhị vị khách quan muốn ăn gì? Các món ngon của tiểu lâu ngươi đều mang lên hết đi. Vương Hân hào khí nói, Hân tỷ, chỉ có hai chúng ta, ngày nóng khẩu vị cũng không tốt, không cần gọi quá nhiều món ăn. Quân Nhược Thủy cắt đứt nàng, quay đầu nói với tiểu nhị, một phần cá kho cà, một con vịt quay giòn, một phần canh, củ sen sườn lợn, một phần mướp xào, thêm một bình trà cúc hoa cẩu kỳ. Nụ cười trên mặt tiểu nhị phai nhạt, hỏi lại, khách quan, tiểu lâu Kim Chiêu Túy chúng ta nổi tiếng nhất với rượu, Kim Chiêu Túy, ngài không muốn lấy một bầu sao? Được, lấy một bầu. Không đợi Quân Nhược Thủy trả lời, Vương Hân liền hăng hái bừng bừng nói, người phương Bắc hào phóng, cắn miệng thịt lớn, uống ngụm rượu to, khi ăn cơm tất nhiên là không rượu không vui, được ạ. Tiểu nhị kèo dài, thanh âm đi xuống dưới lầu. Vương Hân nhìn Quân Nhược Thủy nghiêm túc nói, Nhược Thủy, hay là muội cố ý tiết kiệm bạc giúp ta, mặc dù so với Tô gia thì ta không giàu có bằng, nhưng cũng không đến nổi không mời được một bữa cơm. Hân tỷ, ngàn vạn lần chớ nghĩ như vậy, từ nhỏ muội đã quen đơn giản, không có phóng khoáng, Hân tỷ chớ để ý. Quân Nhược Thủy ấm áp cười nói, đây cũng là một thói quen tốt. Vương Hân nhìn nàng gật đầu một cái cười nói, người có chút tiền liền thích phô trương, tỷ đây cũng mắc phải thói quen đó. Hân tỷ nói đùa, bất quá hôm nay ta lấy trà thay rượu, tiểu muội cạn trước, lần trước uống rượu say muội còn nhức đầu mấy ngày đấy. Giọng nói của Quân Nhược Thủy hơi khó chịu lại có chút làm nũng, nàng miễn cưỡng dựa tay lên cửa sổ nhưng lại rất tự nhiên. Vương Hân nhìn thấy mặt mày nàng dịu dàng, mềm mại cười yếu ớt lần đầu tiên phát giác thì ra nữ tử cũng có thể làm nũng, không những không làm cho người ta ghét mà ngược lại có một phen phong tình khác biệt. Cũng được, Nhược Thủy, muội nhấp môi qua là được. Danh tiếng của Kim Chiêu Túy không nhỏ, như thế nào cũng phải thử một chút mới được. Vương Hân gật đầu đáp ứng, rất nhanh thức ăn và rượu được mang lên. Quân Nhược Thủy cùng Vương Hân vừa ăn vừa nói chuyện. Hân tỷ bàn chuyện buôn bán xong thì không lên đường về nhà sao? Vương Hân uống một hớp rượu nói, chỉ mới bàn xong chuyện lá trà, phu lang nhà muội rất lợi hại, từ lúc ba chúng ta lọt vào trong tầm mắt hắn thì ước chừng cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
Quân Nhược Thủy cười nhạt, nghe như thế nào cũng thấy giống như, các ngươi bị phu lang nhà muội nắm trong lòng bàn tay vậy. Đúng vậy, đầu tiên hắn đánh vào sở thích của chúng ta, dương như cùng lão Lý thích sắc đẹp, hắn liền gọi đầu bài của Túy Thanh Phong ra hầu hạ, sau đó lại mời chúng ta đến thăm vườn trà Tô gia và xem quá trình chế trà, đồng thời, cũng so sánh với các nhà chế trà khác khiến cho chúng ta cảm thấy hợp tác với Tô gia là tốt nhất. Chật, ở phương diễn buôn bán vị phu lang của muội quả thực rất thông minh tháo vát, không biết hân tỷ cảm thấy phu lang nhà muội tốt nhất ở chỗ nào. Quân Nhược Thủy khẽ nhấp một ngụm trà cầu kỳ hoa cúc liền nhăn mặt nhíu mày, mùi vị này kém xa ở Tô gia, ngược lại hắn rất dụng tâm, tỷ sùng ái nhất là ấu tử 5 tuổi Dung Nhi. Dung Nhi thích ăn nhất là nước ô mai ướp mật Giang Nam, vốn nó cũng chỉ là hài tử, thích ăn vặt là chuyện đương nhiên, nhưng năm ngoái Giang Nam, bị hạn hán nghiêm trọng hết lần này tới lần khác, hầu hết các cây mơ đều bị hạn chết, thứ đồ ăn vặt thường ngày năm nay lại trở thành hiếm có. Đang lúc tỷ hết đường xoay sở, không biết về nhà làm sao ăn nói với tiểu tổ tông này, thì bất ngờ Tam thiếu gia lại tặng 2 bình nước ô mai ướp mật, quả thật làm ta cảm động đến rơi nước mắt, lập tức quyết định hợp tác với Tô gia. Tuy nước ô mai ướp mật này không đáng bao nhiêu bạc, nhưng quan trọng là tâm ý, chúng ta buôn bán với Tô gia cũng không tính là lớn, khó có được hắn lại phí tâm như thế. Trong lòng Quân Nhược Thủy tán thưởng không dứt, trên mặt vẫn cười dịu dàng như cũ, gật đầu một cái, muội đối với kinh doanh một chữ cũng không biết, quả nhiên phu lang nhà muội làm ăn buôn bán rất hiệu quả. Hơn nữa năm ngoái hạn hán, mấy nhà thu mua trà kế cận đều đóng cửa, năm nay tất nhiên đều phải mở cửa khai trương. Nhược Thủy, Tam thiếu gia cường hãn như thế, tính tình của muội quả thật rất tốt. Vương Hân có chút thưởng thức nói. Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng, Hân tỷ, bình thường Nhược Thủy vô năng, nhưng năng lực của phu lang nhà muội rất chắc tuyệt, có thể đảm đương được gia nghiệp Tô gia, phần quyết đoán cùng trách nhiệm này ngay cả muội cũng kính nể không thôi. Huống chi, nam tử có tài cũng cần một chỗ để phát huy năng lực, chế độ tôn ti như vậy vô duyên vô cớ lại mai một không ít người tài. Trong mắt Vương Hân tràn đầy kinh ngạc cùng tán thưởng. Nhược Thủy, suy nghĩ của muội luôn luôn rất đặc biệt, cũng rất có thâm ý. Chỉ cần muội nguyện ý, sau này sẽ có rất nhiều đất cho muội dụng võ. Đa tạ. Quân Nhược Thủy lơ đễnh. Hân tỷ, vừa rồi tỷ nói mới chỉ xong chuyện buôn bán lá trà, hình như còn có chuyện khác sao? Vương gia chủ yếu buôn bán lá trà cùng dược liệu. Dược liệu được mang từ phương Bắc đến bán ở phương Nam, còn lá trà thì ngược lại mang từ phương Nam về phương Bắc, bây giờ giá cả dược liệu còn chưa được thương lượng ổn thỏa. Vẻ mặt Vương Hân buồn rầu. Dược liệu, tâm của Quân Nhược Thủy liền động, nàng bất động thanh sắc hỏi, vì sao lại như vậy? Lần này trên đường đi về phía Nam gặp mưa liên tục, phần lớn dược liệu cần được giữ cho khô ráo, nhưng vì mưa to hơn nửa tháng nên tất cả đều bị ẩm hết. Các y quán trong thành Lâm Giang, trước kia từng làm ăn buôn bán với tỷ đều ra sức ép giá, hôm nay liền lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu chấp nhận giá thấp sẽ bị lỗ, nhưng nếu muốn tìm người mua với một cái giá hợp lý, cũng cần khá nhiều thời gian, và lại đống dược liệu kia, cũng phải tìm chỗ để rồi phải mướn mấy người phơi nắng cho khô ráo. Quân Nhược Thủy suy nghĩ nói, Hân tỷ, Nhược Thủy đang muốn tìm một gian cửa tiệm để mở y quán, nếu như có thể thành thì vừa lúc giải quyết được chuyện khẩn cấp của tỷ, vậy thì tất nhiên không thể tốt hơn. Vương Hân mừng rỡ như điên, Nhược Thủy muội tử, muội quả thật là phúc tinh của ta, sợ là Hân tỷ cao hứng quá sớm rồi, ý kiến này chỉ là của riêng muội, không có quan hệ gì với Tô gia, mà trong tay của muội lại không có bạc. Nụ cười vừa mới nở trên gương mặt Vương Hân bỗng nhiên cứng lại rồi dần dần biến mất. Muội tử, muội đang đùa với ta sao? Cũng không phải, Hân tỷ, dược liệu này coi như là tỷ bỏ vốn, sau này hàng năm cứ căn vào đó để chia lời cho tỷ. Nói cách khác là tỷ và muội cùng chung nhau mở y quán này. Nói tới cùng buôn bán, cặp mắt của Vương Hân liền lóe lên. Quân Nhược Thủy gật đầu, tỷ với muội cùng hợp tác bỏ vốn ra, cùng chung nguy hiểm nhưng cũng cùng nhau hưởng lời, nhưng những thứ này đều phải căn cứ vào số vốn bỏ ra mà chia chác. Nhược Thủy, chúng ta đang nói tới chuyện làm ăn buôn bán, đầu tiên muội phải cho tỷ một tính toán về phương án cụ thể, kết quả thăm dò thị trường cùng với sự phát triển và tiền lời thì tỷ mới quyết định có nên hợp tác với muội hay không. Nếu như buôn bán với Tô gia hoặc là Tam thiếu gia thì tất nhiên tỷ không cần phải lo lắng, nhưng dưới danh nghĩa muội tử thì ta nhất định phải thận trọng, hy vọng muội không để ý.
muội hiểu. Quân Nhược Thủy gật đầu một cái nhàn nhạt nói, tuy là muội có ý này nhưng cũng không phải là nóng lòng nhất thời, chủ yếu cũng là vì muốn giải quyết khẩn cấp của Hân tỷ, huống chi muội là thê chủ của Tam thiếu gia, muội lập khế ước thì Tô gia có thể không nhận sao? Vương Hân uống một hớp rượu, cẩn thận đánh giá, cảm thấy Quân Nhược Thủy nói thế cũng không giả, ít bạc kia đối với Tô gia mà nói cũng chỉ là một cái lông châu, coi như Quân Nhược Thủy có làm ra cái cục diện gì rối rắm thì cũng đã có Tô gia dọn dẹp. Huống chi Quân Nhược Thủy luôn lộ ra ôn hòa cùng bình tĩnh thong dong hơn nữa, lần này tuy lạnh nhạt, nhưng lại có thâm ý làm cho Vương Hân không dám khinh thường nàng. Được, muội tử, tỷ tin muội. Vương Hân vỗ bàn một cái nói, ra ngoài hơn một tháng, tỷ cũng nên về nhà rồi, ngày mai dược liệu sẽ giao cho muội, sau đó tỷ sẽ lên đường về nhà. Bất quá, muội tử, chúng ta vẫn có phải ký một cái hiệp nghị làm bằng chứng, Hân tỷ là người sảng khoái, hiệp nghị tất nhiên là không thể thiếu. Quân Nhược Thủy tự nhiên nhìn về phía cửa sổ, chẳng qua là do muội quyết định có chút vội vàng, còn có thật nhiều việc phải chuẩn bị nên tối mai chúng ta ký hiệp nghị đi. Được, chúc cho y quán của chúng ta buôn bán phát đạt, cạn chén. Vương Hân vui vẻ nâng chén cùng với Quân Nhược Thủy, sau đó uống một hơi hết sạch chén của mình, khá lắm, buôn bán thịnh vượng. Khóe miệng Quân Nhược Thủy dơ lên, thật sự là không gian dối thì không buôn bán, lão bản bán quan tài thì mong người ta chết, còn lão bản y quán thì nói người ta bệnh, ha ha. Khóe mắt liếc ra ngoài cửa sổ, giữa trưa mặt trời đang độc vậy mà đối diện trước tiệm sách không biết, từ khi nào thì đầy ắp người, ồn ào huyên náo giống như ở chợ. Chỉ nghe lão bản tiệm sách là một nữ tử trung niên cao cao gầy gầy đứng trước cửa hàng, trong tay giơ một quyển sách, lớn tiếng la hét, đến xem đi, Trầm Hương trai lại ra sách mới, Lạc Mai Như Tuyết, tài tử giai nhân tự định trung thân. Chủ nhân Trầm Hương trai tự tay chấp bút, hành văn hoa lệ, vô cùng cảm động. Lão bản tuôn ra một tràng kích động cùng tuyên truyền vô cùng phong phú, không mặt không còn trẻ cười thành một đóa hoa cúc, đám người lại kích động. Đứng lên, ta muốn một quyển, ta cũng muốn, trong khoảng thời gian ngắn mọi người tranh đoạt như điên. Người đứng phía sau thì liều mạng chen tới trước, còn người đứng phía trước thì cầm sách nhét vào trong vạt áo rồi dùng hai tay che lấy ngực, dùng sức xô đẩy đám đông để bỏ chạy, sợ bị người ta đoạt mất. Quân Nhược Thủy kinh ngạc nhìn tình huống bất ngờ này, thật sự là mở rộng tầm mắt. Nếu như kê thêm một cái bàn để ký tên nhất định sẽ tạo ra được một tác giả thần tượng, nhưng chỉ sợ tới lúc đó lại không khống chế được. Lúc này tiểu nhị đi lên thêm trà, bắt gặp Quân Nhược Thủy cùng Vương Hân ngạc nhiên nhìn tình huống náo động ở tiệm sách thì không khỏi cười nói, chắc hai vị khách quan không phải là người trong thành. Đúng vậy, Vương Hân đáp, Quân Nhược Thủy cũng gật đầu, đương nhiên coi chính mình là người bên ngoài, thì ra là vậy. Tiểu nhị gật đầu nói, nhị vị khách quan có điều không biết, mỗi tháng Trầm Hương trai đều ra sách mới, là do chủ nhân Trầm Hương trai tự mình viết. Những người này đều là văn nhân nhã sĩ, tú tài trai gái tới tranh nhau mua. Nói cách khác lúc này ở thành Lâm Giang, mỗi tiệm sách đều kín hết người. Quân Nhược Thủy hỏi, khách quan nói không sai, các tiệm sách của Trầm Hương trai đều chật ních. Tiểu nhị gật đầu trả lời. Vương Hân cảm thấy hứng thú nói, tiểu nhị, làm phiền ngươi mua giúp ta một quyển. Nói xong lấy ra hai lượng bạc. Tiểu nhị khinh thường liếc mắt nhìn nàng ta một cái nói, khách quan, tuy giá sách của Trầm Hương trai cao hơn chỗ khác vài lần, nhưng người mua cũng nhiều không kém, nay lại là sách vừa mới ra, người mua quá nhiều, ta cũng không có khả năng tranh được. Không tin khách quan tự mình nhìn đi. Vương Hân bị bẽ mặt có vẻ hơi xấu hổ, bất quá trời sinh tính tình của nàng ta sảng khoái, cũng không để ý nhiều, chỉ là có chút đáng tiếc nói, bản thân tỷ cũng không thích xem sách phong hoa tuyết nguyệt gì đó, chẳng qua vài phu lang nhà ta đều thích đọc các loại chuyện xưa, muốn mang về cho bọn hắn xem cũng coi như là lễ vật. Quân Nhược Thủy cười nhẹ, Hân tỷ, muốn mua sách của Trầm Hương trai cũng không phải việc khó, chỉ là cần chi nhiều bạc hơn thôi. Nhẹ nhấp một ngụm trà, khóe miệng hơi hơi nâng lên, tiểu nhị, không bằng ta chỉ cho ngươi một cách phát tài. Cái gì gọi là cách phát tài? Tiểu nhị bán tín bán nghi nhìn bộ dáng bình tĩnh mỉm cười của nàng. Vương Hân cũng nghi hoặc nhìn sang, ngươi ở nơi này gần quan thì được ban lộc, mỗi tháng người đều đi mua sách, sau đó bán lại cho những khách nhân như ta và Hân tỷ, không phải là một cách thoải mái để kiếm mấy lượng bạc sao? Nếu gặp được một người yêu sách thành si còn có thể hét giá cao,
sách của Trầm Hương trai cung không đủ cầu, không cần lo bán không được giá tốt. Vương Hân lắc đầu liên tục, muội tử, cứ nâng giá ào ào như vậy sẽ làm nhiễu loạn thị trường, không thể. Được, Hân tỷ, người làm ăn phải chú trọng biến hóa, cũng không phải muội là người đầu tiên nghĩ ra chủ ý này. Tỷ nhìn người mua sách xem có bao nhiêu người nhìn qua giống như người đọc sách, phần lớn đều là được người ta mướn, làm chân chạy vặt, bọn họ bán sức lực, thời gian cũng phải kiếm được một chút thù lao chứ. Tiểu nhị lợi dụng địa thế gần tranh mua sách mới, lại bán qua tay, tính chất cũng giống như bọn họ thôi, chẳng qua là giảm bớt được một chút thời gian cùng sức lực làm cho lợi ích được cao nhất. Vương Hân cùng tiểu nhị nghe xong thì sửng sốt, lại nói lần này Quân Nhược Thủy nói cũng có chút đánh lừa dư luận, người mướn hay người được mướn đều đã hình thành một mối quan hệ, người được mướn làm việc, người chủ trả tiền mà đề nghị của nàng lại là làm rối loạn, đầu cơ trục lợi. Nói cách khác chính là giống như bọn cò vé ở nhà ga xe lửa, bọn xếp hàng thuê ở bệnh viện. Nghĩ đi nghĩ lại chính nàng cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng. Tiểu nhị nghĩ nghĩ, gật đầu nói, khách quan nói cực kỳ đúng, đa tạ khách quan đã chỉ điểm. Nói xong nghĩ tới cái gì đó liền đi xuống lầu. Vương Hân nhìn nhìn nàng, lắc đầu cười nói, muội tử, muội nha, muội lại lừa gạt một hài tử tốt, muội chỉ soi đường cho hắn thôi. Quân Nhược Thủy tươi cười xinh đẹp, lắc nhẹ cái chén trong tay, Hân tỷ, muội đoán trong đám người mua sách nhất định có người đầu cơ trục lợi, tỷ chỉ cần đưa ra một cái giá tất nhiên có thể mang lễ vật về nhà. Muội tử, tỷ thấy muội cũng không phải là hạng người vô năng, tại sao ở Tô gia lại khép nét như vậy? Vương Hân khó hiểu hỏi, nếu muội càng khép nét thì phu lang sẽ càng thuận theo đó mà chèn ép muội, ở trước mặt nam nhân muội cần phải uy phong lẫm liệt. Mắt của Quân Nhược Thủy như trăng rằm, cười mà không nói, Trầm Hương trai, nàng sẽ nhớ kỹ, trở lại Tô phủ. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Quân Nhược Thủy quyết định đi cổ vận các đọc sách, nhận việc buôn bán dược. Liệu từ trong tay Vương Hân thì vẫn nên chuẩn bị tốt một chút. Trên đường đến cổ vận các ở phía tây Tô phủ, Quân Nhược Thủy vừa đi vừa phe phẩy quạt, né tránh hạt ánh nắng mặt trời. Lúc này một gã sai vặt thở hổn hển chạy đến trước mặt nàng, hộc, hộc. Thiếu phu nhân, hộc, hộc, Thanh Văn, chạy vội như vậy làm cái gì hả? Quân Nhược Thủy kinh ngạc nhìn hắn, thiếu phu nhân, thiếu gia phân phó đêm nay muốn đi thẩm viên ở thành Bắc tham gia du viên thi hội, kêu người nên sớm, chuẩn bị, ta đã biết. Quân Nhược Thủy gật gật đầu, xem ra đêm nay lại có yên tiệc, thật sự nàng không muốn tham gia ba cái thể loại tiệc tùng này. Gã sai vặt hoàn thành nhiệm vụ vội vội vàng vàng rời đi. Quân Nhược Thủy nhìn mặt trời chói chang đang nhô lên cao, tiếp tục đi về phía trước, xung quanh cổ vận các có rất nhiều đại thụ, cành lá tươi tốt sum xuê có thể che nắng, thỉnh thoảng lại có gió thổi qua, cổ vận các giống như một thắng cảnh thiên nhiên dành để nghỉ. Hè, râm mát yên tĩnh, cái loại tụ hội học đòi văn vẻ buổi tối nay nhất định là, có nhiều điểm tâm tinh xảo mỹ vị, có thể no bụng, nhìn tổng thể về thế giới này mà nói vẫn là không đủ sung túc. Vật tư thiếu hụt, ngay cả điển tịch y học cũng quá nghèo nàn thô sơ, khó mà tin được đại phu ở nơi này, không chừng tiêu chuẩn của thái y cũng không hơn kém nàng bao nhiêu. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định dành thời gian ghi chép thêm những điều mình biết vào y thư, bất quá nàng không quen, dùng bút lông đành phải tự mình làm bút lông ngỗng lại cắt một ít giấy, đục lỗ dùng chỉ buộc lại, làm thành bản ghi chép. Suy nghĩ đăm chiêu một chút, cuối cùng nàng nhận ra chủ ý này quả thật không tệ. Lấy một quyển sách nằm trên giá sách ở cổ vận các ra xem, cứ mệt mỏi thì lại nằm úp sấp ở đây, đọc trong chốc lát lại trở mình một cái, mộ tay chống má, như thế nào cũng đều thấy thoải mái cả. Nhớ rõ trước kia nàng lười nhác như vậy, lão Lâm Tuấn sẽ nói nàng là một quả lê. Nàng cười hì hì nhảy lên làm hắn ta nhào ở trên giường, ôm lấy thân hình cao to của hắn, hai người ở trên giường quay cuồng, cái giường kia thật lớn. So với mặt đất mềm mại hơn không biết bao nhiêu lần, nàng nghĩ, cười ha ha lên tiếng, nếu chỉ có ký ức này thì tốt đẹp biết bao nhiêu, nếu không nhìn thấy những hình ảnh đó có lẽ bây giờ cuộc đời nàng đã không như vậy, có lẽ nàng nên giấu giếm để hạnh phúc, vui vẻ trải qua mỗi ngày, nhưng mà nàng vẫn lựa chọn tình nguyện biết hết. Chân tướng cho dù sự thật đả thương người, cho dù nói dối để hạnh phúc thì cũng chỉ là bọt biển. Nếu đợi đến thời điểm tóc bạc ra mồi mới phát hiện nam nhân mà nàng vẫn yêu đã sớm phản bội vô số lần, tình yêu mà nàng trân trọng ở trong đáy lòng đều là hư tình giả ý, thì làm sao có thể chịu nổi,
cho nên ông trời vẫn còn thương nàng, cho nàng một cơ hội trọng sinh ở dị giới để có thể yêu thêm lần nữa. Thiếu phu nhân ai, ai đang gọi hồn vậy? Quân Nhược Thủy lẩm bẩm một câu, đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người, trả quyển sách trên tay về vị chủ cũ, sau đó mở cửa ra khỏi cổ vận các. Thanh Văn sốt ruột lôi kéo nàng chạy, một bên thầm oán nói, thiếu phu nhân cố ý làm khó tiểu nhân đúng không? Đã sớm nói với người đêm nay phải đi thẩm viên, lúc này thiếu gia đã chờ trước cửa, ngược lại người còn ở nơi này đọc sách. Thiếu gia mà bộc phát tính tình thì lục thân cũng không nhận đâu, đừng nghĩ người là thê chủ, chỉ sợ lúc đó không chỉ có Thanh Văn mà cả chủ tử người cũng không đẹp mặt. Quân Nhược Thủy xin lỗi cười cười, theo Thanh Văn đến Tố Tâm Cư, thay một trường sam nguyệt sắc thêu chỉ bạc, Thanh Văn lanh lợi vấn cho nàng một búi tóc đơn giản mà hào phóng, đang định cài mấy cây châm lòe lòe ánh sáng thì Quân Nhược Thủy bảo hắn dừng lại, chỉ vào một cây châm bạch ngọc không nổi bật lắm ở trong hộp trang sức nói, lấy nó đi. Thanh Văn ngẩn người cuối cùng vẫn làm theo. Lúc Quân Nhược Thủy ra khỏi cửa Tô phủ thì xe ngựa đã chờ lâu. Trong xe vang lên tiếng nói trầm thấp không hờn giận của Tô Tử Bộ truyền đến, giá của thê chủ đại nhân càng ngày càng cao rồi, lần sau chỉ sợ Tử Bộ tự mình đi mời thì mới có thể di rời tôn giá. Ha ha, Quân Nhược Thủy lập tức cười to lấy lòng, công tử nói đùa, công tử nói một sao Nhược Thủy dám nói hai, không cẩn thận chậm trễ xin công tử thứ lỗi. Thấy bộ dáng nhu nhược của nàng, lỗ mũi Tô Tử Bội hừ một tiếng không thèm nói nữa. Quân Nhược Thủy được gã sai vặt đỡ lên xe ngựa, vén rèm đi vào bắt gặp sắc mặt Tô Tử Bội không tốt, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, vì thế nàng cẩn thận ngồi ở đối diện, không muốn chọc tới tôn đại Phật này. Sa phu giá một tiếng, xe ngựa liền bắt đầu chạy về phía trước, trong xe yên lặng không một tiếng động. Quân Nhược Thủy và Tô Tử Bội đều nhìn ra ngoài cửa sổ, Nhược Thủy len lén liếc Tô Tử Bội mấy lần, chỉ thấy mặt hắn trầm như nước, giữa lông mày mơ hồ có một chút chờ đợi cũng có một chút buồn bã. Ước chừng sau nửa canh giờ xe ngựa liền dừng lại, Tô Tử Bội quay đầu nhìn nàng nhưng không nói gì, nàng cũng hiểu, tự mình vén màn lên, nhảy xuống xe ngựa trước, sau đó xoay người đưa tay ưu nhã đỡ Tô Tử Bội xuống xe, nhìn cửa chính sơn son của thẩm viên một chút, tiếng đàn sáo mơ hồ không ngừng vang lên bên tai. Trên mặt Tô Tử Bội toát ra mờ mịt kỳ lạ, mong đợi, hướng tới, do dự đủ loại thần sắc phức tạp, tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu rốt cuộc cũng quyết định đi vào bên trong. Nhược Thủy và Thanh Phong đuổi theo ngay sau đó, mặc dù cảm thấy có chút lạ nhưng vẫn im lặng theo sát sau lưng Tô Tử Bội. Một gã sai vặt tiến lên đón, Tô công tử, xin mời đi bên này, giọng nói thân thiện cung kính, sắc mặt nịnh hót lấy lòng nhưng sâu trong ánh mắt kia mơ hồ mang theo khinh miệt. Khóe miệng Tô Tử Bội lạnh lùng nâng lên đi theo chỉ dẫn của gã sai vặt, chậm rãi vào sâu trong thẩm viên. Trong bóng đêm, thẩm viên răng đèn kết hoa, đèn dầu sáng chói, các chỗ đầu đường và đường mòn nhỏ đều được treo lồng đèn cung đình tuyệt mỹ, chiếu sáng hoa viên giống như ban ngày. Xuyên qua vườn hoa, quái thạch, lầu thủy tạ liền nghe được tiếng nói tiếng người cười đùa ở xa xa. Đến gần, Quân Nhược Thủy mới nhìn thấy thi hội được xây dựng bên cạnh Minh Tuyết Hồ. Ánh trăng hòa thuận vui vẻ, hoa sen tràn ngập, ếch kêu ộp ộp liên tiếp làm cho ánh trăng chiếu xuống hồ sen trở nên thật mộng ảo. Người đã tới không ít, một nữ tử ngồi giữa trong nhóm ngồi phía trước thấy Tô Tử Bội đến thì cười khúc khích giễu cợt. Quân Nhược Thủy cười, nhưng ánh mắt kia rõ ràng mang theo khinh thường cùng ghen tị, còn có không ăn được nho, lại nói nho chua, ha ha, lại nghĩ tới đại gia nghiệp của Tô gia, Tô Tử Bội lại thông minh khôn khéo. Một nam tử mà buôn bán cửa hàng được thuận buồm xuôi gió, việc này làm cho rất nhiều nữ tử cũng phải mặc cảm. Huống chi, hắn tuyệt đối có thể được xếp vào hàng ngũ đại mỹ nhân của Thành Lâm Giang, cho nên việc xuất đầu lộ diện của nam tử được cho là vi phạm đức hạnh tự nhiên là bị khinh thường. Ngoài ra vẫn có những nữ tử bị sắc đẹp mê hoặc, ngược lại coi như nàng lượm được tiện nghi ở cái thế giới này rồi. Tô công tử, mời ngồi bên này. Gã sai vặt chỉ chỗ ngồi cho Tô Tử Bội sau đó rời đi. Lúc đi ánh mắt khinh bỉ vẫn nhìn theo sau lưng Quân Nhược Thủy và Tô Tử Bội. Quân Nhược Thủy bất giác buồn cười, nàng coi như là bị tai bay vạ gió sao. Ngồi xuống bên cạnh Tô Tử Bội, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, xem ra cái thi hội này quả thật là có chút náo nhiệt, thảo nào lại có nhiều người tâng bốc như vậy. Phần lớn là các nữ tử trẻ tuổi hơi có chút lì lẽ hăng hái sôi sục, về giang sơn gấm vóc.
lớn tuổi một chút thì mang theo gia quyền đoán chừng muốn ở chỗ này, tìm cho nhi tử của mình một mối hôn sự tốt. Theo như lời Thanh Văn, du viên thi hội mỗi năm được tổ chức một lần do Trầm lão làm chủ. Trầm lão là nguyên lão ba triều, bây giờ đã cáo lão hồi hương dưỡng thọ. Năm đó nàng ta đậu thám hoa, hành văn phong lưu, vang danh cả nước, cả đời cùng chỉ kết gió cùng với văn nhân nhã sĩ, nhưng nàng ta cũng ỷ vào thân phận của mình, mời tham dự yến hội không phải là quan to hiển quý thì cũng là thương nhân phú hào, tất cả đều là những nhân vật có mặt mũi mà yến tiệc này ngoại trừ học đòi văn vẻ, thì bản chất chính là hội tương thân. Tô Tử Bội là một người làm ăn, đối với những thứ thơ văn chúa chát kia sẽ cảm thấy hứng thú sao? Quân Nhược Thủy không khỏi quay đầu nhìn Tô Tử Bội, một chút chỉ thấy cặp mắt hắn đăm đăm nhìn một người đang ngồi ở ghế trên cao, là một nữ tử trung tinh phùng nguyệt, trong mắt hắn toàn là ẩn nhẫn đau đớn tột cùng, tuyệt vọng. Quân Nhược Thủy theo ánh mắt hắn nhìn sang, một đám lại một đám người đi qua làm quen, giới thiệu nhi tử của mình với nàng ta, mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, giữa hai hàng lông mày anh khí bộc phát, mắt phượng hẹp dài đảo quanh không kìm nén được phong tình, vóc người cao ta, mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt buộc thắt lưng, quả nhiên đường cong thật là lướt, tóc trên đầu được cố định bằng kim tử quan, quanh thân quý khí, mơ hồ lộ ra lai lịch hoàng gia, đoán chừng là có lại lịch lớn. Chỉ trong một chớp mắt Quân Nhược Thủy liền hiểu Tô Tử Bội yêu nữ tử này, trong mắt hắn đủ loại thần sắc phức tạp, bất quá chắc cũng là vì gần quân mà e sợ thôi, đáng tiếc dường như hắn có mộng như người kia. Lại vô tâm, trong lòng Quân Nhược Thủy than nhỏ, nếu các vị đã đến đông đủ thì chúng ta sẽ bắt đầu thi hội. Một nữ tử khoảng chừng 60-70 tuổi, tóc bạc đầy đầu, khuôn mặt phúc hậu nhuộm phong sương đi tới chính giữa, trung khí mười phần nói, hôm nay thẩm mỗ làm chủ, các vị hãy uống cho tận hứng, làm thơ cũng tận tình. Hôm nay có mặt tại đây đều là những thanh niên tài tuấn, văn chương bất phàm. Vậy hãy lấy hoa sen làm đề đầu tiên đi, lão thân làm chủ, tuổi cũng đã cao nên không tham dự mà làm người người phân xét, vương gia thấy thế nào? Trầm lão nói cực phải, lấy hoa sen làm đề mở đầu đi. Quân Nhược Thủy ngẩn người, thì ra nữ tử kia lại là vương gia quyền cao chức trọng, thành Lâm Giang là đất phong vương của Tam vương gia Long Hạo Vân, rõ ràng nàng ta tất nhiên là Tam vương gia Long Hạo Vân không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời không khí liền an tĩnh dị thường. Tất cả đều đang suy tư, sau đó rối rít giơ tay múa bút, trong không khí mùi mực dày đặc, Quân Nhược Thủy cẩn thận ngửi một cái, quả thật là mực thượng đẳng, không bằng để ta thả con tép, bắt con tôm đi. Long Hạo Vân vui vẻ nói lời khiêm tốn, mọi người đều nói, đâu có, vương gia quá khiêm tốn, văn chương của vương gia phong lưu trên đời ai cũng biết, chúng thần rửa tai lắng nghe. Trên mặt Long Hạo Vân nở một nụ cười bễ nghễ nhìn mọi người, sau đó chậm rãi nói, thiệp giang thải phù rong, bạch vân không du du hạ oản ngưng song, tuyết, nhân bỉ hoa nhan kiều quế trạo trạc thanh liên, nguyệt thượng tiểu ngân câu, vừa dứt lời mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Một nam tử vẫn dựa vào trên người vương gia lập tức hiến một ly rượu, vương gia nhận lấy uống một hơi cạn sạch, sau đó ở trước mặt mọi người thân mật nhéo cái mặt béo mập của hắn. Quân Nhược Thủy im lặng không lên tiếng. Nhấp một ngụm trà xanh, trong trà mang theo mùi sen thơm ngát, có lẽ Trung Quốc cổ đại có rất nhiều thi nhân, để lại quá nhiều áng thơ tuyệt thế nên những thứ này bọn nữ tử này, gọi là thơ văn lại càng giống như những thứ đồi trụy nên nàng không thèm để vào tai. Bên cạnh Tô Tử Bội cũng im lặng không lên tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch giống như lúc chạm vạng lên xe ngựa, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy sắc mặt của hắn tốt hơn. Một vị nữ tử mặc hoa phục đứng dậy trình tờ giấy đã viết xong, của mình lên Trầm lão, chỉ nghe thấy Trầm lão hắng giọng ngâm vịnh, hồng hoa ánh bích thủy, thủy, thượng diệp điền điền nhàn đãng mộc lan chu, tín lưu hoa thâm sử thúy tụ phù hồng phấn, nhật mộ ỷ lan can, hình như hoa sen ở vương triều kim bích có liên hệ sâu xa với tương tư. Quân Nhược Thủy nếm thử một hớp rượu nhạt, rượu này ngọt thơm mát lạnh, sau khi uống vào vẫn còn thơm ngát. Ngay cả nàng là người không biết bình phẩm rượu cũng cảm thấy là rượu ngon, liền bất chi bất giác uống mấy chén, lại nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Tô Tử Bội cũng đang uống liên tục. Thanh phong kia chuyên bắt nạt người nhu nhược đang dùng thần sắc lo lắng nhìn thiếu gia nhà hắn, nhưng không dám khuyên can, vì vậy liền dùng sức chừng nàng, thấy nàng dễ khi dễ đúng không? Quân Nhược Thủy không thể làm gì, lắc đầu một cái, tiếp tục uống rượu, nhưng nữ nhân tự xưng là
các văn nhân thi sĩ kia đang từng người hiến thơ tâng bốc thổi phồng nhau rốt cuộc, cũng có người nhìn phía Tô Tử Bội, yêu, hình như hôm nay Tô Công Tử chưa có làm thơ, Trầm Lão Thái Quân, đức cao vọng trọng tổ chức du viên thi hội cũng không xứng cho ngươi làm thơ sao, một nữ tử vừa nhìn liền biết không phải là, dạng hiền lành đứng dậy nhìn về phía Tô Tử Bội nói, sắc mặt Tô Tử Bội âm trầm, ánh mắt có chút trống rỗng rõ ràng là tinh thần không đặt ở đây. Chỉ sợ cho dù tài hoa của hắn hơn người nhưng sau khi nhìn thấy Long Hạo Vân, liền thất hồn lạc phách, ba hồn bảy vía cũng chẳng còn thì làm sao có thể làm thơ nữa. Đã có người cười mỉa ra tiếng, đấu võ thì, Tô Công Tử còn có thể chứ đấu thơ thì, ha ha, đã xuất đầu lộ diện ở bên ngoài thì không bằng lên đây hát một khúc, cũng tạm xem như là làm thơ đi. Có người khinh bạc nói, không phải là còn Tô Phu Nhân sao? Dù sao thì Tô Phu Nhân cũng biết chữ nghĩa chứ, đúng vậy, Tô Công Tử không được thì Tô Phu Nhân làm giúp cũng được, mọi người chế nhạo trêu chọc, Tô Tử Bội cũng không để ý tới chỉ nhìn cái người sặc sỡ lóa mắt đang ngồi, ở giữa cùng với Mỹ Nam đang dính chặt. Bên người kia, Thanh Phong cắn môi vừa vội vừa giận nhưng không dám nói, đôi tay dùng sức nắm vạt áo, đôi mi thanh tú nhíu chặt vào nhau giống như tùy lúc có thể khóc lên, Quân Nhược Thủy nhìn cả người Tô Tử Bội có chút run rẩy. Thở dài không kìm nén được đưa tay đặt lên tay hắn, tay của hắn không mềm mại vì hàng năm, cầm bút mà trở nên chai cứng mà bây giờ đôi tay này đang run rẩy lạnh như băng, ấm áp trong tay Quân Nhược Thủy truyền đến tay hắn làm cho hắn ngẩn người lại có chút luyến tiếc ấm áp kia mà không rút tay về, chỉ quay đầu mờ mịt nhìn nàng một chút, trong lòng Quân Nhược Thủy hơi hơi có rút đau đớn, dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn làm cho nàng nhớ tới mình lúc trước, trong lúc nhất thời có chút cảm động. Ai, hài tử ngốc này, nàng nắm lấy tay hắn, nắm thật chặt, cười an ủi một tiếng sau đó hắng giọng nói, phu lang của ta hôm nay thân thể khó chịu, như vậy để Nhược Thủy làm giúp đi, Nhược Thủy tài sơ học thiển, văn chương sợ không, bằng một phần nhỏ của phu lang, chẳng qua tình huống hôm nay sợ làm phật ý của mọi người nên cả gan làm một bài, làm không được tốt cũng xin các vị bỏ qua cho, đây là thê chủ mà Tô Công Tử thú sao? Ngược lại dáng người rất đĩnh đạc tuấn tú, như thế nào lại cam tâm ở rể Tô gia? Một nữ tử lắc đầu, tỏ vẻ đau lòng cùng tức giận, không phải chỉ là một tiểu bạch kiểm thôi sao? Nghe nói là nữ nhi thứ xuất không được chào đón ở Quân gia, tính tình mềm yếu lại vô năng, Quân gia gia chủ rất không thích nàng cho nên mới thu của Tô gia 2000 lượng vàng để cho nàng ta ở rể. Một người rất có tiềm chất cầu tử nói. Ngược lại Tô gia gia chủ vật gì cũng có chỗ dùng nhỉ, bất quá nhìn Quân Nhược Thủy, này tựa hộ rất cam tâm tình nguyện núp ở sau lưng phu lang ăn bám, tại sao nữ nhân trong xã hội nữ tôn này cũng thích bát quái vậy, Quân Nhược Thủy hết sức vô lực, Tô phu nhân khiêm nhường, xin mời ngâm thơ, mắt Trầm Lão Thái Quân sáng như đuốc, chậm rãi mở miệng, nhất thời bốn phía yên tĩnh toàn bộ đều nhìn Quân Nhược Thủy, trên mặt có chút hả hê mong chờ nàng bị bêu xấu. Quân Nhược Thủy nhấp một ngụm trà xanh cho nhuận giọng sau đó lớn tiếng ngâm, tất cánh trầm viên lục nguyệt trung, phong quang bất giữ tứ thì đồng, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, thẩm viên xây dựng bên bờ hồ minh tuyết, mà tối nay quả thực hoa sen đang nở rộ đầy hồ cho nên, giờ phút này Quân Nhược Thủy nói, như vậy tuyệt đối là không nói quá, tất cả các gương mặt đang hả hê trong nháy mắt cứng lại sau đó, biến thành kinh ngạc còn Long Hạo Vân là người đầy tiên vỗ tay nói. Tô phu nhân thật tài tình, quá khen, quá khen, bài thơ vụng về này làm sao có thể sánh bằng có tác phẩm xuất sắc của các vị. Quân Nhược Thủy chắp tay thở dài trong lòng có chút hối tiếc, không phải là nàng luôn luôn hy vọng có thể bình thản qua ngày, không trêu chọc rắc rối thị phi sao, không phải là vẫn lười biếng cả ngày, sợ nhất là phiền toái dính vào người sao, tại sao khi thấy dáng vẻ tái nhợt đau lòng của Tô Tử Bội. Lại không nhịn được mà đau lòng, không nhịn được mà ra mặt thay cho hắn đây, bắn súng sẽ bắn chim đầu đàn, tại sao nàng lại can thiệp vào chứ, ánh mắt trống rỗng của Tô Tử Bội rốt cuộc cũng có tiêu cự, nhưng mà tiêu điểm ngưng kết lại chính là nàng, lần đầu tiên nàng phát hiện ánh mắt của hắn nhìn nàng phảng phất, như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời tỏa sáng, lấp lánh, nhìn ánh sao lóng lánh trong mắt hắn, Quân Nhược Thủy cảm thấy cho dù có chọc nhiều thị phi hơn nữa cũng đáng giá. Cái này có phải giống như hôn quân cổ đại vì một tiếng cười của mỹ nhân, mà gây chiến hỏa với các chư hầu không? Bất quá là mèo mù đụng phải chuột chết thôi. Một giọng nữ bén nhọn, âm dương quái khí vang lên,
đã sớm nghe nói quân gia tam tiểu thư từ nhỏ hèn yếu, tay không dính mực, không chừng bài thơ này là đồ ăn cắp của người nào đó đấy. Quân Nhược Thủy nhìn theo nơi phát ra âm thanh, nhíu mày một cái nhớ, tới hình như vị nữ tử quần áo là lượt ý mình tài mạo song toàn này là người, làm thơ mở đầu, bất quá sau đó quân Nhược Thủy liền thả lỏng chân mày, khẽ mỉm cười biết nàng ta chẳng qua là vị chua quá nặng, cố ý khiêu khích mà thôi, cũng không chấp nhặt, không muốn bị cuốn vào những thứ phân tranh không đáng đó, vì vậy chỉ gật đầu một cái khiêm tốn cười nói, vị tiểu thư này quả nhiên lợi hại, quân Nhược Thủy quả nhiên là không có tài này, chẳng qua là một bài thơ phu lang tùy tiện làm trong phủ, Nhược Thủy bất tài chỉ nhớ được mấy câu sau, vì hợp tình hợp lý nên thêm đôi câu trước, cũng coi như là thả con tép bắt con tôm, nàng đang nói dối nhưng sắc mặt hết sức thành thật, đột nhiên Tô Tử Bội rút tay đang bị nàng nắm ra, ánh mắt bén nhọn nhìn nàng một cái sau đó xoay người chắp tay nói với mọi người, sắc trời đã tối, thân thể Tô Mỗ khó chịu nên về phủ trước, các vị cứ tiếp tục nhã. Hứng, nói xong xoay người rời đi, Thanh Phong vội vàng theo sau, quân Nhược Thủy cũng vái chào một cái sau đó ra ngoài, tất nhiên sau lưng là một trận bàn luận khe khẽ, quân gia tam tiểu thư thật đúng là bị phu lang quản nghiêm đây, đúng vậy, nào có nữ tử hèn yếu vô năng như vậy, theo ta thấy chỉ cần buổi tối áp Tô công tử kia ở trên giường cho hắn biết thế nào gọi là, thê chủ mới có thể làm cho hắn biết sợ. Chỉ sợ không được đâu, võ công của Tô công tử rất giỏi, nữ tử bình thường có thể làm gì được hắn, ngược lại còn bị hắn đánh cho không xuống giường được ấy chứ. Tô công tử kia thường ngày môi hồng răng trắng, mắt ngọc mài ngài, tuy xinh đẹp nhưng tính tình lại cương liệt, bắt hắn phục tùng nữ tử đương nhiên là có thành tựu, cũng có thể thỏa mãn hư vinh nhưng người nào lại muốn ở cùng với hắn, nam nhân á, vẫn là dịu dàng mới tốt, cũng đúng. Nếu trong nhà có một con cọp đực như vậy thì làm sao ta trộm hương được, đúng là không có cách nào mà, xe ngựa lộc cộc đi về phía trước, bên trong xe tối đen, không khí đêm hè vẫn nóng bức như cũ, gió đêm thổi tới mang theo một chút lạnh lẽo, mồ hôi trên người quân Nhược Thủy thấm ướt cả lưng, uống mấy ly rượu lại ngồi trong xe ngựa lắc lư, nàng đã có chút hơi say rồi, bài thơ kia là ai làm, đột nhiên nam tử đối diện lạnh lùng mở miệng. Quân Nhược Thủy nhắm mắt lại, lười biếng tựa vào buồng xe cười cười nói, người má ngươi không quen biết, ngay cả nàng cũng, chỉ biết tên không biết người, là người nào, mày rộng của hắn nhíu lại, cố chấp hỏi, còn nói ngươi cũng không biết, nàng lười phải mở mắt, ngoan, đừng quấy rầy ta ngủ, ngươi, hắn hung hăng nhìn nàng nhưng không thể làm gì, trong nháy mắt đột nhiên hắn cảm thấy hình như mình không hiểu rõ nữ nhân này. Vốn tưởng rằng nàng nhát gan hèn yếu, nhưng cũng có lúc cảm thấy nàng đang ẩn nhẫn giống như là một tầng màu sắc tự vệ. Nàng thu liệm ánh sáng trong tròng mắt đen làm, cho người ta không nhìn thấy được. Đến tột cùng nàng là dạng người gì đây? Hắn dần dần trầm xuống, trong đầu lại hiện ra dung mạo cùng khí chất như trích tiên của người nọ. Quân Nhược Thủy làm sao có thể cùng người nọ so đo, người đó khí chất cao quý, thanh nhã như lan mà quân Nhược Thủy chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình thường. Dung mạo không xuất chúng, mềm yếu vô năng như người kia cuối cùng lại không phải là hạnh phúc của hắn, là vị trí của người kia quá, cao không thể léo tới hay là do cho, tới bây giờ nàng ta chưa từng thật lòng chờ đợi hắn, rốt cuộc hắn cũng minh bạch lời phụ thân nói, vì một chữ tình mà đau lòng đến hao tổn tinh thần, cuối cùng cả đời cũng không tình nguyện nếm trải lần nữa, nhưng mà hắn lại không có cách nào thoát ra. Sau khi trở về phủ, tinh thần của Tô Tử Bội hoảng hốt mặc cho Thanh Phong, tắm rửa giúp sau đó lên giường trằn trọc chở mình, quân Nhược Thủy đã sớm đặt một cái thùng gỗ lớn ở xài phòng trước, kia mà mình đã dọn dẹp sau đó đi phòng bếp lấy nước, hơi nước dâng lên mờ ảo, nàng cởi quần áo ra cảm thấy có chút lạnh lẽo liền nhảy vào trong nước ấm, sau đó ngủ gà ngủ gật, tự mình động thủ cơm no áo ấm, nàng khe khẽ hát một điệu dân ca sau đó mỹ mãn nhắm mắt lại. Tắm xong nhìn mặt trăng nhô lên cao, giọng ếch nhái văng vẳng, nơi xa bóng cây lắc lư trong đêm tối, đom đóm lóe sáng, không có công nghệ hiện đại, không có ô nhiễm, cảnh vật đẹp như vậy, đom đóm nhiều như vậy, tiếng ếch kêu cũng sôi nổi như vậy, gió đêm cũng mát mẻ như thế mang theo một mùi hương hoa nhàn nhạt không biết tên, bài ca Cố Hương là một tiếng sáo trong vắt vang lên trong buổi tối có trăng sáng, diện mạo Cố Hương xác thực là một loại mơ hồ thẫn thờ. Phảng phất trong sương mù vẫy tay ly biệt, nỗi nhớ xa cách quê nhà là một gốc cây không có vòng tuổi,
vĩnh viễn không già, cố hương của nàng cũng không trở về được nữa, thân nhân cùng người yêu của nàng cả cuộc đời cũng không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. Tâm tĩnh mịch dần dần bị bi thương bao phủ, nàng vẫn không có cách nào bỏ mặc tình cảnh của chính mình. Ở thế giới này nàng phải cẩn thận mà sống, chỉ cầu tháng năm an ổn bình yên, nhưng cô đơn tịch mịch lại như bóng với hình, thì ra lòng nàng vẫn chưa đủ bình tĩnh, không đủ bền bỉ, thủy chung vẫn không thể không tham gia thế sự, nhìn thấu hồng trần, nước mắt dần dần thấm ướt gò má. Lúc trở về phòng thì đêm đã khuya, biết hắn đã ngủ, Quân Nhược Thủy tân lực bước nhẹ đi tới tháp mềm, ngày quá nóng, nàng liền tùy ý cởi y phục, chỉ để lại một cái yếm màu hồng nhạt để lộ cánh tay tròn lẳn trắng như tuyết, sau đó mệt mỏi đánh úp tới làm nàng ngủ thật say. Sáng sớm, mặt trời mọc ở đằng đông, đôi mắt mông lung của Quân Nhược Thủy mở ra, thật bất ngờ khi nhìn ở giường đối diện không có ai cả mà Tô Tử Bội, cũng không có ở trong phòng, có chút kỳ quái. Hắn là người ngăn nắp, mỗi ngày sau khi rời giường đều để cho Thanh Phong dọn dẹp sạch sẽ, chưa từng giống như hôm nay, nhếch nhác, huống chi chuyện thứ nhất sau khi hắn mở mắt ra là cầm gối đầu đập nàng, đều đã trở thành thói quen, hôm nay tại sao lại để cho nàng ngủ đông thoải mái như thế, tất nhiên nàng sẽ không biết bộ dáng lúc vừa thức dậy của Tô Tử Bội. Giống thường ngày Tô Tử Bội ngồi dậy vén màn tre, đang định cầm gối đầu ném tới đây thì nhìn thấy Quân Nhược Thủy tùy ý lười biếng ngủ ở tháp mềm, trên người chỉ có một cái yếm đơn, giản cùng quần dài quấn lên tới đầu gối, hào phóng phơi bày cánh tay nở nang cùng nửa trên ngực với hai cặp đùi đẹp. Hắn vừa sợ vừa xấu hổ lại không có biện pháp, trong nháy mắt lửa đốt tới mang tai, tim đập kịch liệt, hắn đỏ mắt hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó, lập tức quay đầu sang chỗ khác, không rửa mặt mà thay y phục ra ngoài, cũng không dám để cho Thanh Phong đi vào hầu hạ. Bất quá tiểu tử Thanh Phong này là một tên trộm tinh danh, nhìn Tô Tử Bội cười hết sức mập mờ, thật là đồ bại hoại không biết xấu hổ. Hắn oán giận muốn dạy dỗ nàng, nhưng vừa nhìn thấy tư thế ngủ lười biếng kiều mị của nàng thì mặt hắn liền đỏ bừng, chỉ sợ lúc đó một câu hắn cũng không nói được, ngược lại còn bị nàng giễu cợt, cho nên hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Sau khi Quân Nhược Thủy rửa mặt thì bước ra khỏi cửa, bởi vì đây là lần đầu tiên trở về nhà lại mặt sau khi ở rể, nên Lý quản gia rất hào phóng chuẩn bị cho nàng một chiếc xe ngựa bình thường. Về phần lễ vật linh tinh gì đó, vì Tô Tử Bội không có an bài nên nàng cũng không thể tự tiện làm chủ. Bất quá đối với Quân Nhược Thủy có xe ngựa thay cho đi bộ, cũng đủ để làm nàng hài lòng, dù sao từ thành Tây đến thành Đông cũng phải mất nửa canh giờ đi xe. Suy nghĩ một chút cũng đã nhiều ngày nàng chưa gặp qua phụ thân ở kiếp này, nhưng có Tử Trúc ở bên cạnh chăm sóc nên cũng không đến nổi bị hạ nhân khi dễ. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Quân Nhược Thủy nhanh nhẹn xuống xe, bước thẳng về phía trước, gõ lên cửa chính sơn đỏ, chỉ chốc lát sau, cửa được từ từ mở ra, một gã sai vặt ghé đầu nhìn, kinh ngạc hô lên, "Tam tiểu thư." Quân Nhược Thủy ôn hòa cười gật đầu một cái, sải bước đi vào. Không muốn bái kiến nương nên nàng trực tiếp đi đến thiên viện của phụ thân. Tiểu thư, Tử Trúc đang bừng chậu nước thấy Quân Nhược Thủy thì vui mừng hô lên. Bên trong nhà Liễu Miên nghe được tiếng kêu của Tử Trúc cũng vội vàng đẩy cửa ra ngoài. Đây không phải là nữ nhi mà hắn ngày nhớ đêm mong sao? Nhìn thấy nàng mặc một bộ trường sam thêu hoa văn tối màu màu xanh nhạt làm tôn, lên làn da trắng nõn lấn sương thắng tuyết. Y phục vừa khít người làm nổi trội lên thắt lưng mảnh khảnh. Giờ phút nàng mặt nàng cong cong vui vẻ nhìn Liễu Miên, đôi môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng mềm mỏng kêu một tiếng, phụ thân. Trong phút chốc cặp mắt Liễu Miên đã ươn ướt, hắn bước nhanh về phía trước kích động ôm chặt nữ nhi vào lòng. Nhược Thủy, ở Tô gia có khỏe không? Con rất khỏe, xin phụ thân yên tâm. Quân Nhược Thủy cười ấm áp, đưa tay ôm Liễu Miên, cái đầu nhẹ nhàng khẽ tựa vào vai hắn, thâm tình bao lâu xa cách bồng ấm áp chậm rãi tràn đầy trái tim. Xã hội này phổ biến nữ tử cường hãn mà nàng lại không quá cường đại, cũng không muốn nổi danh, chưa từng kỳ vọng cao cao tại thượng, nắm giữ quyền sinh sát trong tay, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, không xinh đẹp như hoa cũng không có thiên phú dị bẩm, chỉ hy vọng có thể cùng với người mình yêu thương từ từ già đi, nhưng mà cho dù là nàng cũng sẽ có người muốn bảo vệ. Phụ thân, người gầy. Quân Nhược Thủy nhìn kỹ khuôn mặt thon gầy của Liễu Miên, mi mục ngậm buồn, sắc mặt nhợt nhạt thì không khỏi nhíu mày, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt hắn. Không có, chỉ là quá nhớ con thôi.
Liễu Miên rưng rưng mỉm cười, dắt tay nàng đi vào trong nhà. Hốc mắt Quân Nhược Thủy cũng không khỏi nóng lên, trong lòng giống như bộc phát ý tức trách nhiệm của nữ tử ở thế giới này. Nàng muốn bảo vệ nam nhân này, nam nhân toàn tâm toàn ý yêu thương nàng. Trở vào trong nhà, Tử Trúc Lanh Lợi đã chuẩn bị trà mới, hương trà lượn lờ. Quân Nhược Thủy đỡ Liễu Miên ngồi xuống, sau đó đưa tay bắt mạch, chân mày khẽ nhíu, vừa muốn bảo Tử Trúc cầm giấy mực tới, nhưng nghĩ tới chữ viết của mình không thể gặp người, nàng cũng không muốn mất mặt xấu hổ. Phụ thân, mấy ngày này ăn cơm có ngon không, ngủ có sâu không, vốn thân thể đã yếu lại còn không chăm sóc tốt chính mình. Quân Nhược Thủy tựa như tức giận nhìn hắn một cái, vảnh môi nói, âm điệu mềm nhũn hơi oán giận lại không che giấu được ân cần cùng lo lắng. Liễu Miên vui mừng cười, sau khi thành thân hình như nữ nhi đã trưởng thành không ít, trước kia chẳng qua là nhát gan yếu đuối, nhìn thấy người liền vội vàng né tránh, ở trước mặt hắn, cũng không nói được mấy câu, nhưng hôm nay lại còn hiểu được đau lòng cho hắn. Quân Nhược Thủy thuận thế ôm thắt lưng Liễu Miên, dính vào trong ngực hắn, ngửi thấy mùi hương hoa lan nhàn nhạt, hài lòng nâng khóe miệng, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ở trong ngực phu thân làm nũng. Liễu Miên buồn cười nhìn nàng, trong lòng cũng ấm áp vui vẻ giống như pháo hoa tháng ba, xuân về hoa nở, bất kể bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng là nữ nhi của phụ thân không thương con thì người nào thương đây. Giọng nàng mềm nhũn yêu kiều nói. Liễu Miên vuốt ve đầu nàng, khẽ cười nói, tốt, phụ thân thương con. Tử Trúc nhìn màn phụ nữ từ hiếu hòa thuận vui vẻ kia cũng hé miệng cười. Lúc trước nàng chưa đủ 6 tuổi, bởi vì quê nhà gặp tai họa nên phải theo phụ mẫu dọc đường ăn xin tới đây, không nghĩ tới phụ mẫu lại bệnh không dậy nổi sau đó, rời đi để lại nàng một thân một mình lưu lạc đầu đường xó chợ. Là Liễu Miên mua nàng để cho nàng làm nha hoàn thiếp thân của Quân Nhược Thủy, hy vọng độ tuổi sấp xỉ có thể khai mở nội tâm tự bế của Quân Nhược Thủy. Liễu Miên cùng Quân Nhược Thủy đối với nàng rất tốt, nhưng tính tình của Quân Nhược Thủy vẫn hướng nội, nhát gan như cũ, nếu nói có chuyện gì không đúng, thì cũng là sau khi nàng biết được mình phải ở rể Tô gia, lấy cái chết để phản đối, sau đó tỉnh lại giống như bươm bướm phá kén, đột nhiên tự thoát khỏi trói buộc trên người, thong dong bình tĩnh, sau khi thành hôn thì lại càng thành thục sáng sủa hơn, có lẽ Tô gia Tam thiếu gia cũng không quá hung hãn bá đạo như trong tin. Đồn Quân Nhược Thủy đang nói chuyện thân thiết với Liễu Miên, thì đột nhiên xa xa chuyển tới tiếng cười giả dối thật không đúng lúc, yêu, muội muội, muội đã trở lại, tại sao không nói một tiếng để tỷ ra đón. Quân Nhược Thủy quay đầu nhìn lại, thì thấy hai nữ tử mặc hoa phục một cao một thấp cười khoa trương đi vào thiên viện, chính là hai tỷ tỷ bụng đầy xấu xa Quân Mẫu Đan và Quân Hương Ngọc, quả nhiên người cũng như tên, tục khí như nhau. Tử Trúc nắm chặt quả đấm, đứng ở một bên tức giận nhìn bọn họ, trong nháy mắt đôi tròng mắt đen láy bình tĩnh không gợn sóng của Quân Nhược Thủy, thoáng qua một tia lạnh lẽo. Liễu Miên nhẹ run một cái, đứng lên nói, Tử Trúc, rót trà cho đại tiểu thư, nhị tiểu thư, a nha, bát phụ thân, nghe nói muội muội trở về phủ, tại sao lại không qua chào hỏi, muội phu không có đi cùng sao? Đôi mắt của nữ tử cao cao đó khi nói thì xoay tròn đảo quanh phòng, đúng vậy. Ánh mắt của nữ tử mập mạp cười híp lại thành một đường thẳng, hôm nay muội muội đã là người của nhà khác, khó khăn lắm mới trở về nhà được một lần, thế mà lại không cùng tỷ muội chúng ta ôn chuyện. Quân Nhược Thủy lạnh lùng nhìn quanh, tất nhiên là tâm rõ ràng như một tấm gương, có thể khẳng định thường ngày hai người ngu ngốc này tới đây diễu võ dương oai cũng không ít, hôm nay nghe tiếng mà đến không chỉ là nói mấy câu khắc nghiệt với nàng, mà còn tới nhìn chằm chằm xem thử nàng có mang tài vật gì của Quân gia đi hay không. Ba tỷ muội Quân gia, sau khi nàng đi ở rể, thì liền ít đi một người phân chia tài sản, nên tất nhiên là Quân Mẫu Đan và Quân Hương Ngọc sẽ phải ở cùng chung một chiến tuyến đối ngoại, sau đó còn phải tỷ muội vội vàng đấu đá nhau, có mệt hay không nhỉ. Suy nghĩ một chút, Quân Nhược Thủy vẫn làm bộ như nhẫn nhục chịu đựng, cúi đầu hạ mi không nói lời nào. Đại tỷ, tam muội của chúng ta vẫn giống như vậy, y chang đầu gỗ, Tô Tam thiếu gia sẽ thích ôm một khúc gỗ đi ngủ. Sao? Quân Hương Ngọc mập lùn che miệng cười chít chít, giống như một con gà mẹ vừa đẻ trứng, gương mặt Quân Mẫu Đan cười xấu xa, có lẽ là có một tư vị khác, Tô Tam thiếu gia trời sinh rất mạnh mẽ, tiểu muội của chúng ta lại có chút nhu nhược, không chịu nổi giày vò. Hai tỷ muội một sướng một họa nói lời khó nghe,
Quân Nhược Thủy vẫn bất động thanh sắc như vậy, nhẫn nhịn nhất thời sau, cũng tránh cho sau này các nàng ta đi tìm phụ thân gây phiền toái. Gương mặt của Liễu Miên đã sớm không còn chút máu, lồng ngực đơn bạc cúi xuống khuất phục, trầm giọng nói, hôm nay ta có chuyện muốn nói với Thủy Nhi, kính xin hai vị tiểu thư trở về. Yêu, ngươi nghĩ ngươi là chủ tử sao, thấy ngươi có công hầu hạ nương ta, ta mới nể mặt gọi ngươi một tiếng bát phụ thân, ngươi lại còn ra vẻ bề trên nói như vậy. Cổ họng Quân Hương Ngọc thét chói tai, khinh thường nói, quân mẫu đan so với nàng ta có đầu óc hơn một chút, hảo tâm khuyên can nói, Hương Ngọc, không được đối với trưởng bối không lễ phép như thế, mặc dù bát phụ thân xuất thân thanh lâu, lúc vào cửa đã mất tấm thân trong sạch nhưng cũng là do số phận trêu đùa, không oán hắn được, huống chi, hắn cũng vì nương mà sinh hạ hài tử, hừ, nói vậy còn chưa có đúng đâu, ai biết đó có phải là nghiệt trùng ở thanh lâu không. Quả nhiên bị quân mẫu đan khích bác thì miệng của cái người đầu óc thiếu muối Quân Hương Ngọc, càng không suy nghĩ mà nói ra, đầu óc nàng ta đơn giản, tứ chi cũng không phát triển là điều kiện đầu tiên, sau này gia sản của quân gia đoán chừng cũng không tới lượt nàng ta. Tâm của Liễu Miên giống như bị đả kích nghiêm trọng, miệng không nói được, đôi môi mấp máy, trong phút chốc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay hắn vịn bàn, dùng hết sức chống đỡ thân thể nhưng cả người lại run rẩy vô lực, mắt thấy không chừng sẽ ngã xuống đất. Chủ tử, theo tiếng thét kinh hãi của Tử Trúc, Quân Nhược Thủy lanh tay lẹ mắt một tay giữ lấy thân thể đang trượt xuống của Liễu Miên, chịu đựng sức nặng của hắn, đỡ hắn đi tới mép giường, cẩn thận hầu hạ hắn nằm xuống. Thủy Nhi, Liễu Miên lo lắng nhìn nàng, trong mắt